trời mưa. Gì trời? Nó mát hả? Thích vậy hả? Thích vậy đó, thích vậy đó hả? Thích vậy đó. Chết nó sao chịu, nó dính dính cái chừng nó khó chịu, nó cái gặp thì lúc cho nó Cho chị cái bọc á. Bọc, cái bọc cũng mấy, bọc cũng mấy trăm, trăm đồng cái đó. Quần này nha, lỡ lỡ này. Dạ. À cái quần von hôm trước đó, hả chị? À. Alo, giờ Diệu nghe ạ. Mua đồ gì chị đọc giúp giùm em chị. Chị ơi, cái đó chị coi cái mẫu cái lô đó là em like lâu rồi đó chị, giờ chị chụp hình chị gửi qua giúp giùm em nha. Không chị, cái like đó là like cũ, like chị coi trên YouTube, tất cả là like người ta chia sẻ lại hết á. Còn em like mà like mới nhất là like trên trên Facebook nha, chứ em không có like trên YouTube. Dạ dạ chị coi chị chụp hình chị gửi qua giùm em. Em chào cả nhà mình ạ. Hẹn cả nhà mà lên trễ tí xíu cả nhà nha. Au au. Em chào chị Lê Thị Đào, em chào cả nhà mình cả nhà ơi. Em chào chị Bé Loan. Em chào cả nhà. Nay em lên bộ bà lai cho cả nhà mình nha. Bộ bà lai này em mới về thêm được 100 bộ nữa cả nhà. Là bà lai màu. Em đang mặc mẫu này là bà lai màu nha cả nhà. Em vẫn bán giá tặng cho cả nhà mình là 125.000 nha. 125.000 một bộ, rất là đẹp luôn, bà lai màu. Màu em đang mặc là màu tím cà, cái màu này lâu lắm rồi mới có hàng nè cả nhà. Trời ơi, ghi mà cũng ghi sai nữa. Bữa nay là sẽ ưu tiên hàng màu nha cả nhà. Sáu lăm ký có chị Tâm Trương ơi. 65kg mặc size 4 bình thường nha chị đẹp. Ủa, dấu size 1 đi chỗ hả? Dấu size 1. Không, dấu. Tròn nhiều đó thôi, còn hai cọc này để em. Tím cà xe số 5 em chốt cho chị Bé Bao Thi Nguyễn. 125.000 một bộ cả nhà ơi. Lên giúp em mã này là mã tím cà nha, cái màu này đẹp lắm. Mỗi một size là mỗi một màu em được có 2 hoặc là 3 bộ thôi nha cả nhà. Nó không có nhiều nên là cả nhà thích màu nào cả nhà chốt nhanh nha để hết nha. Hàng có ống rộng không? Không, cái ống nó vậy thôi nha chị ơi. Ống này là dạng như ống đứng vậy đó. Nha, em mặc size 1 thì cái ống nó vậy chứ các chị mặc size 2, size 3, size 4 thì cái ống nó to hơn nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím cà, em lên bảng màu cho cả nhà mình nha. Rất là đẹp các chị ơi, đẹp xuất sắc nha. Rồi lên giúp giùm em màu này, màu xám đậm. Cái màu này nó đẹp.
xuất sắc. Cái màu này mặc rất là sang nè các chị, màu này mặc sang lắm. Chị nào mà chị nào mà cô nào mà trung niên tí xíu ha, mặc cái màu này. Còn các chị trẻ trẻ thì các chị lấy màu tím cà như em đi nha. Tím cà size số 5 em chốt cho chị Mai Trường. Là em hết tím cà size số 5 đó. Tím cà em được có mỗi một size 5 em được có 2 bộ, size 6 được có 2 bộ à. Rồi lên giúp em màu xám nè cả nhà ơi, màu xám đậm giúp em nha, màu xám đậm. 125.000 một bộ. Ủa em bấm rồi mà sao nó không ra ta? Như em chưa bật máy in hay sao á. Em bật lên nè. Có vụt không? Sao em bấm nó không lên ta? Tím cà size số 5 cho chị Mai Trương một bộ. Ôi xong ra luôn kìa vậy. Chờ em xíu nha cả nhà ơi, chờ em xíu nha. Nó bị cái gì nữa rồi. Chờ em xíu cả nhà ơi, cái máy của em nó bị gì nữa rồi. Có tín hiệu gì trơn vậy chị? Ủa anh cái tripod của mình có đang lỗi gì không anh? Sao em in nó không ra ta? In không ra hả? Dạ em in không được. À, em gửi in cho Vion coi thử ha. Rồi rồi dạ dạ. Rồi rồi. Chờ em xíu nha cái chị. Ghi đi chị đẹp, chị đẹp ghi đi. À, số 5 chốt cho chị Mai Trương một bộ. 0975 74 9483. Rồi chốt cho chị bé ba Nguyễn Thị một bộ. 0342. Dạ 235 138. Màu xám size số 5 cho chị Mai Trương luôn, là chung với bộ tím cà luôn đó chị. Chị Anh Phúc Nguyễn ơi, gửi lộn size chị gửi lại giúp giùm em nha. Gửi lại giúp em đổi size lại cho chị.
Chị Tám Bình Dương gọi không có bắt máy thì sao ship chứ? Ở bên em là bao nhiêu bộ em cũng gọi và bao nhiêu bộ em cũng ship cho mấy chị nha, nhưng mà em gọi mấy chị không bắt máy. Chị Tám Bình Dương là hôm qua em gọi nè, gọi 2-3 cuộc luôn không có bắt máy nha chứ. Nên em xả đơn rồi. Dạ. Nên em xả đơn rồi chứ đẹp ơi. Hàng em gọi mấy chị không có cho, không có gọi, không bắt máy, em đâu biết địa chỉ đâu mà em gửi. Tím cà xe 5 em hết rồi chị Nguyễn Hoàng ơi. Tím cà em còn xe hết xe 5 ha, mấy xe còn lại thì em còn. Bé nó lấy lộn đồ. Qua của chị Anh Phúc Nguyễn 2 bộ xe 3 mà chốt là 2 bộ xe 4. Lộn 2 bộ luôn là rút lộn cây. Dạ em cảm ơn chị Đăng Khoa Lê rất là nhiều. Bộ ống rộng chút xíu lên chị ơi, còn cái này em lên bộ bà Lai trước ha. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu hồng đậm. Cái màu này cũng rất là đẹp nè cả nhà. 125.000 bộ em đang mặc nha cả nhà ơi. 125.000. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em bộ này là bộ hồng đậm. Hàng ở bên em là em gọi điện chốt đơn trực tiếp nha các chị. Đặc biệt là những chị khách mới thì để ý điện thoại giúp giùm em mà. Em gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được em không có đi đơn à. Rồi lên giúp giùm em là màu hồng đậm cả nhà ơi. Tím cà 57kg xe 3 em chốt cho chị Nguyễn Nhiên. Dạ chị ghi số điện thoại giùm em. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu xanh dương. Chốt em màu này màu xanh dương nha các chị yêu ơi, màu xanh dương rất là đẹp luôn nè. Chốt em màu xanh dương ạ. Màu xanh dương, cái mẫu này đẹp quá chừng luôn, 70kg mà size 5 chị Vân Châu ơi. Đây hôm bữa chị nào kiếm màu nâu nè, chọn cái màu này nó đẹp cả nhà. Cái màu này đẹp xuất sắc nha. Chị ơi đơn em đã xả rồi nha chị Tám Bình Dương ơi. Đơn em xả rồi, không có còn hàng ở đây để em gọi lại nha chị. Em xả đơn trong ngày luôn, em không có gọi lại qua ngày hôm sau ha. Bộ xám 72kg m55 size 6 em chốt cho chị Thi Lệ. Chị Thi Lệ ơi, chị Thi Lệ có nhận được cái đơn hàng nào ở bên em chưa? Có nhận được đơn nào chứ chị đẹp ơi? Coi cái mình mặc vừa không nha. Bữa giờ em chốt cho chị size 6 không á. Chị xem giúp em cái chị mặc size số 6 ok không? Còn không thì để em điều chỉnh size cho mình. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Màu này cả nhà lên giúp em màu lạ đi cả nhà ơi. Màu lạ đi. Cái này nó không có nâu lắm. Màu lạ nha. Rồi. 1m50 nặng 55kg. Cho em dòng eo đi chị Mỹ Chi ơi. 1m50 thì chị mặc nó sẽ hơi dài nha. Về lên like giùm em. Nó sẽ hơi dài đó. Về lên like giúp em chị. Chị thích màu nào chị lấy màu đó nha chị Uyên Linh ơi. Không có màu đỏ. Chị Tâm Trương ơi. Chị Tâm Trương chốt màu đỏ nào vậy chị? Nãy giờ em đâu có lên màu đỏ. Em lên cái mã đồ sao thì cái chị lên giúp em cái mã đồ y chang vậy ha. Mã em mới vừa lên là mã lạ. Chị cái đó in thử chị. Mã lạ nha cả nhà. Lấy cho chị màu nâu. Màu nâu là màu lạ đó chị Nguyễn Hoàng. 68 kiếm lấy cho chị xe 5 ha. Em lấy cho chị một bộ màu lạ. Màu lạ hoặc màu nâu cũng được cả nhà ơi. Nè cái màu nè. Cái màu này nè mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chị chốt cho chị Nguyễn Hoàng đi chị. Eo 75 là mặc size 2 á chị Mỹ Chi ơi. Dạ size 5 chị. Chị Mỹ Chi mặc size 2 đó. Nhưng mà về cái chiều dài thì lên. Ủa đúng rồi chiều dài thì lên like giùm em nha. Size 85kg em không có.
Bộ xanh dương xe số 5 cho chị Mai Trương luôn. Chị Thi Lệ ơi, bây giờ cái đơn của chị là tạm thời á, là em sẽ không chốt thêm nữa nha. Đơn của chị tạm thời là em không chốt thêm nữa. Bây giờ chị nhận đơn xong hết đi, rồi chị mặc giúp giùm em coi size 6 nó như thế nào để em biết em điều chỉnh size cho chị, rồi sẽ chốt tiếp nha. Để chốt một loạt đơn đi liên tục luôn, xong rồi á về mặc không vừa mất công chị nha chị. Chị Uyên Linh ơi, chị thích màu nào thì chị lấy màu đó nha. Màu xanh dương đó chị. Đó, đó, màu kia, màu kia. Dạ. Rồi, chốt giúp giùm em màu tím nha cả nhà. Rồi, em có cái màu này nữa nè. Rất là đẹp luôn nha. Lên giúp em màu này, màu xanh lý. Màu xanh lý này cũng sáng nữa nè các chị. Màu lạ, cho chị một bộ màu lạ. Chị Hằng Thúy màu lạ, chị cân nặng chiều cao bao nhiêu chị? Em không có size 85kg nha chị Hằng Thúy. Lấy cho chị bộ tím cà 65kg, tím cà 4 cho chị Tâm Trương. Tím cà 4 cho chị Tâm Trương chị. 168 cuối. 125.000 một bộ nha chị Hoa Hồng Đỏ ơi. Rồi chốt em màu này màu xanh lý thì cả nhà, cái màu xanh này đẹp lắm nè. Chốt em màu xanh lý nha, màu xanh lý. Chọn màu giúp em nha chị Ba Kê ơi, em sẽ không có lấy màu giùm nha cả nhà. Rồi màu cuối cùng là màu đen. Cái lô này em có mấy bộ à? Lên giúp em màu này là màu đen cả nhà, màu đen. Xanh lý size số 5 cho chị bé Ba Nguyễn Thị. Chốt giúp em màu đen cả nhà, màu đen. Chốt giúp em màu đen. 1m50 61kg là mặt size số 4 giúp em nha chị Ngọc Thanh Quỳnh ơi. Vừa chiều ngang nhưng mà chiều dài thì chị phải lên like giùm em ha. Alo, giờ Diệu nghe ạ. Màu nào cô lấy màu nào? Màu vàng. Rồi bữa nay con nói mấy bạn gọi chốt đơn cho cô luôn nha. Hết trơn rồi cô ơi, hết trơn rồi. Dạ dạ. Rồi rồi, cô nói với mấy bạn giúp con nha. Rồi, dạ dạ dạ. Xanh lý xe 3 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Rồi, cũng được rồi nè chị. Một bộ xanh lý với một bộ màu đen xe số 2 cho chị Uyên Linh. Một bộ màu lạ size số 3 em chốt cho chị Hoa Tâm. Xanh lý size số 5 em chốt cho chị bé Ba Nguyễn Thị. Tím cà size số 4 cho chị Tâm Trương. Cái này là hồi nãy có rồi đó chị bỏ view lại nha. Nó màu xám mà. Xanh lý size số 4 cho chị Thu Lê. Màu đen size số 5 chị Mai Trương có chưa chị? Màu đen size số 5 cho chị Mai Trương. Màu đen size số 3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Trầm. Màu đen size số 5 em chốt cho chị Kim Sơn. Em bấm bill nào chị lấy bill đó cho chị đi chị. Bấm em bấm bill nào chị lấy bill lấy bộ đó. Còn bộ nào mà không có chị bỏ qua.
65 kg là xe 4 chị. Rồi tiếp nha cả nhà. Đang nằm cho chị Kim Sơn. Mày còn thôi chị. Cho chị Kim Sơn là hết đúng không? Đang 3 cho chị Nguyễn Thị Trầm. Màu đen xe 2 cho chị Sinh Trần. Đơn của chị Thúy Thúy gọi ngày 13 tháng 7 không có bắt máy, còn chị chốt ngày nào thì em không biết nha chị ơi, còn đơn tối hôm qua là em đang gọi chưa có tới. Gọi thì mấy chị không nghe, còn gọi chưa tới thì hỏi. Đơn hồi sáng mấy bạn nhà em đơn gọi chờ, đang gọi chờ giúp em đi mấy chị. Em đang mặc là tím cà, các chị lên chốt màu thì lên giúp em tím cà kèm size nha cả nhà ơi. Chị Ba Kê lấy một bộ màu tím cà với một bộ màu lạ size số 3 cho chị Ba Kê. Đen 3 hai bộ em chốt cho chị Ngọc Đức ạ. Size số 3 65 kg không vừa nha chị Nguyễn Duyên. 65 kg mặc size 4 giúp em nha chị. Sáu mươi lăm ký mặc size 4 giùm em, mặc size 3 không có dừa. Ở bên em size 3 là 60-61 kg trở lại là tối đa hả các chị. Tùy có mẫu thì nó lên 65 kg nhưng mà hiếm lắm nha, đa số là 61 kg trở lại, 60-61 kg trở lại thôi. Chờ em xíu mấy chị, bữa nào mà lên cái phần mềm nó lỗi cái nó lù bù hơn gì. Dạ. Yeah. Màu đen xe số 4 mình còn chị. Đen 4 chốt cho cô Nguyễn Thị Tậu. Các chị mua bên em bao nhiêu bộ em cũng đi đơn hết trơn á. Bao nhiêu bộ cũng đi đơn, miễn mà gọi điện thoại bắt máy giùm em cho địa chỉ thì mới đi đơn được. Còn giờ L74 là chị phải mặc xe số 2 chứ không có đường nào mặc xe số 1 được trơn á nha. Dạ. 65 kg mặc ca cho em chiều cao đi chị Nguyễn Duyên ơi, 65 kg cao 1m55 trở lên, eo 87-88 trở lại thì mặc size 4 giúp em nha. Số 6 màu xám em chốt cho chị Ngân Đinh. Ok chị Ngân Đinh. Rồi cái này, chị cái cọc này hôm bữa là mình còn hàng mẫu ở ngoài không? Còn không? Em quên rồi. Nơi đâu ta? Tím cà đi cả nhà ơi, tím cà 125.000 một bộ. Bộ này là em bán tặng cho mấy chị đó. Thường là hàng màu em bán nó sẽ mắc hơn là cái dạ. Em sẽ bán mắc hơn cái hàng bông nha cả nhà. Tím cà size số 3 em chốt cho chị Ngọc Bích. Nè em mặc cái màu xanh này cho cả nhà xem nè, màu xanh này lên giúp em màu xanh lý cả nhà. Chị đi. Em tưởng là chị xỉu chứ. Rồi lên giúp em màu này nha cả nhà ơi, màu này lên giúp em màu xanh lý cả nhà. Chốt em màu xanh lý các chị ơi, 50-51 kg trở lại các chị mặc ok giúp em nha. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu xanh lý à, cái màu này cũng đẹp nữa nè cả nhà, màu này màu mới nè. Màu mới á, 125.000 một bộ cả nhà ơi. Cái mẫu này em không có màu lam mà em có màu xám nha chị ơi, màu xám đậm á. Rồi chốt em bộ này cả nhà. Bộ này màu xanh lý nè, màu này đẹp nè các chị. Màu này màu mới nữa. Nó đậm hơn cái màu xanh biển của mình ha. Màu rất là đẹp. Rồi lên giúp em màu xanh lý. Em kêu nó là xanh lý đó chứ thật ra em không biết nó là màu xanh gì nữa các chị. Rồi chốt giúp giùm em ạ. À. Màu lạ size số 5 em chốt cho chị Trinh Phương. Lạ 5 cho chị Trinh Phương là em hết lạ 5. Cô Nguyễn Thị Tậu ơi, cô đã cho con cái size rồi đó. Thì thường cô mua bên con size mấy cô mặc vừa thì cô cứ chốt cái size đó ha. Áo không có túi chị. Nè em mặc sao là em bán cho mấy chị vậy đó. Áo đâu có túi đâu. Rồi lên giúp giùm em nha các chị. Quần thì có túi hai bên nhưng mà áo là không có túi nha.
Không, em không có màu nâu mà em có cái màu nó gần gần như màu cao khô vậy đó chị. Nó gần gần giống như màu cao khô vậy đó. Cao khô này như cao khô còn mới á. Mới mới phơi khô xong chứ không phải là lâu. Lâu thì cái màu nó là nó sậm hơn nha. Ủa có màu đó luôn hả? Số 1 em không có. Cho em bộ đi. Dạ. Nè, cái phía ngoài là màu đen còn khít nhâm nữa. Vậy là cho em màu đó đi. Màu đó có size mấy? Size 2 với size mấy chị? Đây em có màu nâu nè, nhưng mà màu nâu em bị lẻ size cả nhà. Màu nâu em có size 2, size 4 với size 6 à, size 5 có chị. 2, 4, 5, 6 em có màu nâu nè chị. Còn màu này các chị lên giúp em màu lạ nha. Màu lạ. 80 kg chị cao bao nhiêu chị ơi? 80 kg chị cao bao nhiêu chị? Phải cho cao 1m58 trở lên ha. Eo tầm khoảng eo chắc tầm khoảng 102, 103 trở lại thì cái chị mặc được. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu lạ đi cả nhà, màu lạ. Đi chùa bình thường chế mấy cái màu thì cái mẫu này em may để mấy chị mặc, mấy chị đi chùa này mấy chị mặc đi đâu cũng được trơn á nha, đi ngủ vẫn được luôn. Trời đất ơi đồ. Mấy chế ơi, đồ này mà hỏi em đi chùa được không? Có ai quy định mấy chế là đi chùa không được mặc màu vàng, không được mặc màu đỏ không? Mình mặc sao miễn lịch sự thôi nha. Tự mấy chị cho mình một cái là ừ mặc màu nổi quá vô thấy kỳ. Chứ mình mặc sao miễn mình mặc lịch sự, mình mặc đẹp thôi, mình mặc mình cảm thấy thoải mái thôi mấy chị nha. Có nhiều chị thì lớn tuổi hay gì mấy chị nói ừ mặc màu đỏ nó nổi quá nó kỳ. Nhưng mà trẻ trẻ mấy chị mặc mấy chị đi vẫn được bình thường mà đâu có gì đâu. Thì cái mẫu này màu em lên cho mấy chị thích màu nào mấy chị lấy màu đó. Chứ giờ em nói được, rồi bây giờ về chị không thích mặc, chị nói chị đi không được, rồi đâu có ai đâu, rồi hoặc là ở trong nhà nói thôi mày đừng có mặc màu này, mày đi chùa mày mặc màu khác đi. Mấy chị nghe người ta hả? Mình là cái quan điểm của mình nha, mình thích thì mình mặc thôi. Nên là mấy chị hỏi em mặc đi chùa được không? Còn cái mẫu này em gọi nó mẫu bà lai, là cái mẫu này em may ra để các chị mặc chủ yếu là các chị đi chùa đó nha. Rồi lên giúp em màu này là màu nâu. Màu nâu em có size số 2, size số 4, size số 5 và size số 6. Em không có bán sỉ chị. Màu lạ size số 5 em chốt cho chị Mai Trương. Ủa quên lạ 5 hết rồi chị Mai Trương ơi. Chị Mai Trương không có lạ 5 nha. Em hết lạ 5 rồi. Nãy giờ chị bán mà em quên. Màu nâu 7-8 kg là size 5 đó chị Ngọc Bích. Em lấy cho chị một bộ nâu 5 nha. Nâu 5 em chốt cho chị Ngọc Bích nè. Chị Diệu Phước lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị. Lạ 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. 70 kg thì mặc size số 5 giùm em chị Ngọc Hân ơi, cho em chính xác cân nặng chiều cao nha chứ ơi. Màu em đang mặc là màu lạ đó cả nhà. Còn màu em đang cầm trên tay là màu nâu nè. Màu nâu này em chỉ có size 2 ha, size 4, size 5 và size 6. Màu lạ size số 3 cho chị Thúy Nguyễn. Rồi màu nâu nè, chị nào thích màu nâu lên giúp em màu nâu ha. Màu nâu em chỉ có size 2, size 4, size 5 và size 6 thôi. Màu nâu size số 5 em chốt cho chị Ngọc Hân. Còn chị, còn bộ đúng không? Màu nâu cho chị Ngọc Hân là em hết nha. Chị Diệu Phước lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Không có màu kem chứ ơi. Rồi chị thấy cái size 5 ra cho em đi. Em nhìn em chốt. Rồi màu này màu xanh dương nè cả nhà. Nè chị, màu lạ size số 5 còn nè. Chốt cho chị Mai Trương đi. Chắc bị quấn quá ta. Mà nó màu xám mà. Rồi 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 rồi. Rồi luôn, rồi luôn. Lạ năm cho chị Trinh Phương. Màu em đang mặc là màu xanh dương cả nhà ơi, cả nhà chốt đi, màu xanh dương rất là đẹp nè. Vừa đủ đúng không chị? Rồi, ok ha, chị coi size chị sắp lại nè. Lạ size số 5 em hết rồi cả nhà ơi.
Lạ size số 2 cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Lạ 5 em hết ạ. Nâu 2 em chốt cho chị Ngọc Đức. Dạ mấy màu tí xíu em lên chị Loan ơi. Rồi rồi lấy cho chị thì chị. Màu lạ size số 6 em chốt cho chị Nguyễn Hồng Loan. Màu lạ size số 3 em hết. Màu lạ size số 4 cho cô Nguyễn Thị Tậu. Xanh dương size số 3 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Có màu sáng chị, chờ em tí xíu. Mét 55-68 ký màu lạ em hết size 5 rồi chị Thiên Anh ơi. Chị cho em cân nặng chiều cao của chị đi chị Thục Nguyễn rồi em canh cho nó nhanh nha chị ơi. Màu xanh dương 1m59 nặng 55kg size 2 em chốt cho chị Lê Đậm. Kg cho em chiều cao đi chị Vân Kim ơi. 50kg cao mét 55 trở lên thì mặc size số 1 giùm em nha chị. Size 4 chị. Màu lạ size 4. Xanh dương size số 2 cho chị Uyên Linh. Rồi em hết xanh dương 2 luôn. Xanh dương size số 3. Trước mặt chị, bộ đó sinh lý. Kế màu đen đó, dạ đúng rồi. Xanh dương 3 em chốt cho chị Hương Quỳnh. Là em hết xanh dương 3. Xanh dương size số 4 em chốt cho chị Hoàng Oanh. Màu nâu size số 6 em chốt cho chị Hương Cỏ Dại. Chị Diệu Phước lấy màu gì chị Diệu Phước ơi? Màu nâu với màu lạ em đều hết luôn nha chị ơi. Nâu với lạ em đều hết size số 3 của chị luôn, em hết rồi. Mét 55 60 kg mà size 3 ha. Mét 45 mà 50 kg mà size 2 giùm em chị Vân Kim ơi, với lại là về chị phải lên like giùm em nha. Xanh dương size số 4. Em chốt cho chị Yến Dung. Mét 56 nặng 57kg mà size số 2 hoặc size số 3 giùm em tùy tạng người của chị đó chị Nguyễn Mai Thu. Eo 77, 78 trở lại thì mặc size 2 giúp em nha chị. Còn eo trên 78 thì lên size 3 giúp em. Size 5 em còn được màu xanh dương, màu xanh lý với màu hồng với lại là màu xám cả nhà. Màu lạ 60kg em hết rồi. Hai bộ đen size số 4 em chốt cho chị Ngọc Đức. Màu lạ size 1m. Màu lạ 1m6 58kg. 1m6 58kg eo chị tầm khoảng bao nhiêu vậy chị Thu Ngân ơi? Eo chị khoảng bao nhiêu vậy chứ đẹp? Dương 4 cho chị Ngọc Đức là em hết xanh dương size số 4 nè. Hết màu nâu rồi, hết màu lạ luôn chị Diệu Phước ơi. Size 3 là em không có màu nâu. Nâu size số 2. Nâu size số 2 cho chị Vân Kim một bộ. Chị Vân Kim ơi bộ này về chị lên like giùm em nha. Chị mặc hơi dài đó. Đen size số 5 em hết chị Ngọc Hân ơi. Lạ 4 em chốt cho chị Ngọc Đức một bộ. Màu em đang mặc là màu xanh dương cả nhà. Màu xanh dương. Cái màu hồng đậm này đẹp lắm nè. Cả nhà chốt cái màu hồng đậm này đi. Cái màu này mặc rất là đẹp. Trẻ cái chị mặc cũng được. Mà lớn tuổi cái chị mặc cũng ok luôn nha. Cái màu hồng đậm này rất là dễ. Cái màu nó cũng đẹp nữa cả nhà. Size 2 chị. 125.000 một bộ chất thun lai dông giúp em cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái này em không có xẻ hai bên nha cả nhà, em chỉ xẻ ở phía trước thôi nha. Đồ giả váy bữa chút xíu em lên cho cả nhà mình là giả váy dài màu, còn bông thì tối nay em mới lên lại nha, em đợi chốt đơn xong hết rồi em mới lên lại. Rồi cả nhà chốt giúp em bộ này cả nhà. Màu hồng, hồng đậm size số 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Dạ, dạ chị Ngọc Đức. Eo 75 là mặc size số 2 đó chị Thu Ngân ơi. Eo 75 là mặc size số 2 thôi nha chị. Em chốt cho chị Thu Ngân một bộ màu lạ size số 2 là em hết lạ 2 luôn.
Giống em hồng đậm đi cả nhà ơi, cái màu này đẹp lắm. Vải thun lai dông nha chị, chất vải thun mà. Rồi em thấy số điện thoại của chị Vân Kim. Chị Vân Kim có số điện thoại cho chị. Bộ màu nâu á chị, bộ màu nâu á. Màu nâu, bộ màu nâu chưa ship á. Đó. Á á á. Hồng đậm 1m55 57 kg. Xe 3 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Hình như nó được có 6 màu à chị. Em chào chị Mimi. Hồng đậm xe 4 cho chị Hoàng Oanh. Hồng đậm xe số 5 em chốt cho chị Yến Dung. Chị Diệu Phước ơi, chị theo dõi like giúp giùm em đi. À, chị đẹp em sẽ không có gọi lại. Em không không có gọi cho khách nha. Nhiều khi em không có nhớ á chị. Hồng đậm xe số 4, số 6. Hồng đậm xe 6 cho chị Nguyễn Hồng Loan. 4 em chốt cho chị Ngọc Đức. Xanh dương xe số 2 em hết luôn rồi. Chị Uyên Linh. Ủa anh chị Lê Đạm. Đây em lên lại màu cho cả nhà mình nha. Em đang mặc là hồng đậm. Màu này các chị lên giúp giùm em là màu xám. Ở nhà rất là đẹp luôn. Cái màu này sang lắm nè. Hồng đậm xe số 5 em chốt cho chị Nguyễn Thúy. Một bộ là em hết hồng đậm 5. Màu hồng đậm xe số 3 em chốt cho chị Bốn Quỳnh. Dạ 40 kg em không có chị. Eo 90 là thường là mặc size số 5 nha chị Trần Phi ơi. Chị Trần Phi lên giúp em thêm cân nặng và chiều cao. Xám 3 em chốt cho chị Ngọc Đức à. Rồi em có màu xám nha. Rồi em có màu đen cả nhà. Màu đen là cái màu lúc nào cũng có rồi ha. Màu đen. Rồi màu tím cà. Chốt tím cà đi cả nhà ơi. Tím cà. Tím cà rất là đẹp. Lâu lắm em mới có màu tím cà nè. Hồng đậm size số 5 hết rồi chị Lê Hằng. Màu xám size số 3 cho chị Diệu Phước một bộ. Màu tím cà cả nhà. Giống em màu tím cà. Đẹp xuất sắc luôn. Màu tím cà. Rồi màu xanh lý. Màu này là màu xanh lý. Màu này cũng đẹp luôn. Chị Thu Lê. Chị Thu Lê cân nặng chiều cao là bao nhiêu. Số điện thoại của chị Thu Lê nhớ coi kỹ giúp em nha. Chị Thu Lê coi gọi lại được chưa nha chị. Chị Thu Lê, chị Thu Lê là size số 4. 64 em chốt cho chị Thu Lê. 1m6 nặng bao nhiêu ký chị Trần Phi ơi. Hồng đậm size số 2 cho chị Uyên Linh. Size 3 chị, 63. Chị Diệu Phước lên lại giúp em số điện thoại chị Diệu Phước ơi. Rồi xám size số 4 em chốt cho chị Vân Thúy là em hết 64. Chị Vân Thúy lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha chứ đẹp ơi. Chị Vân Thúy. Xanh lý size số 5 em chốt cho chị Trần Thị Loan. Lên giúp em màu xanh lý cả nha. Màu này nó đậm hơn cái màu xanh biển ha. Nó không có tối như cái màu xanh bích với màu xanh lý lúc trước em lên cho mấy chị. Nào, cái màu xanh này nó rất là đẹp. Chị Thu Lê là xám. Chị Thu Lê là 4, size 4 chị. 65 kg. Chị Uyên Linh là size 2. Chị nào biết size rồi kèm size giúp em nha cả nhà ơi. 70 kg cao 1m6 eo 90 là mặt chuẩn size 5 nha chị Trần Phi ơi. Lý 3 và lý 4 em chốt cho chị Ngọc Đức. Em thấy số điện thoại của chị Diệu Phước. Em cảm ơn chị. Xanh lý cao 1m59 hả? Nặng nhiêu ký chứ? Cao 1m9 nặng 55 kg là size 2. Rồi em chốt cho chị Lê Đạm. Một bộ xanh lý size số 2 cho chị Lê Đạm. Dạ. Yeah. Hàng này là hàng em có nhấn bên nên là về ví dụ cái chị thích ôm hơn cái chị cứ nhấn hai bên trước hai bên sau vô giúp giùm em là nó ôm lại ha. Rồi màu này màu xanh dương giúp em cả nhà ơi, màu xanh dương. Cái này em được có hình như là có 6 màu hay gì hả? 1 2 3 6 7 màu. Rồi lên giúp em màu xanh dương cả nhà, màu xanh dương. Em thấy số điện thoại của chị Vân Thúy. Xanh lý size số 4 cho chị Cúc Hồng. Số điện thoại của chị Vân Thúy. Rồi màu này cả nhà chốt em màu xanh dương cả nhà. Cái cục hàng mẫu của mình nữa đâu mất tiêu. Mấy chị size 1 của em bữa nay đâu hết rồi ta.
Chứ em bộ này màu xanh dương cả nhà, màu xanh dương, mét 56 60 kg, mặt size 3 chị. Dạ bộ này em không có xanh ngọc, chị Trần Loan. Chị thích màu xanh ngọc, chị lấy màu xanh lý thì cái màu đó nó cũng đẹp mà, nó tương tự á. Ngọc thì nó nhạt hơn tí xíu. Em có màu xanh cobalt nữa nè các chị. Em còn cái lô hôm bữa nữa nè. Rồi. Màu này cả nhà lên giúp em màu lạ nha, màu lạ. Size 2 chị. Để làm size 2. Rồi màu lạ giúp em cả nhà, em đang mặc là màu hồng đậm. 125.000 bộ giúp em ha. Rồi tổng cộng cái này em có 7 màu. Màu nào cũng đẹp. Cả nhà ơi, màu nào cũng đẹp. Để em coi cái cục hàng mẫu của em, cái bộ kia đâu rồi, em lên cho cả nhà mình luôn. Đây nó không có. Không chị. Đây là bữa mình like hết hay size 1 rồi. Không, bộ này nè chị, bộ này nè. Màu lạ có size 6 á chị Ngọc Hương ơi, em à Ngọc Hân ơi, em còn được một bộ á chị. Rồi màu xanh cobalt giúp em cả nhà 125.000 luôn. Chốt em màu này màu xanh cobalt luôn ạ. Lên giúp em màu xanh cobalt luôn nha các chị. Rồi, em lấy cho chị Ngọc Hân màu lạ size số 6. Chốt em màu này màu xanh cobalt các chị, xanh cobalt ạ. Rồi màu đỏ giúp em luôn. Khoan chị, khoan khoan, chị đẹp, em gửi này vô luôn. Buộc chung luôn đi chị. Buộc chung cọc luôn. Nó giống mẫu á. Đây trang mẫu à. Màu đỏ. Đỏ 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Đỏ 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Một bộ đen, một bộ xám. Đen với xám em hết size số 5 rồi chị. 8 gì ơi. Xanh cobalt size số 5 em chốt cho chị Loan. Size 5 em mới thảy qua cho chị. Xanh cobalt size số 5. Dạ em không có màu trắng. Màu này cả nhà lên giúp em màu đỏ nha. Cái màu này mặc lên rất là đẹp cả nhà. Chị nào trẻ trẻ nè, có đi chùa đi này kia rồi, cái chị mặc cái này vẫn ok nha cả nhà ơi. Mặc lên rất là đẹp nha. Đỏ thấm. Được nha chị Lê Đạm ơi. Chị Lê Đạm đổi sang màu xanh cobalt size số 2. Đó là màu xanh cobalt không có size số 2 chứ ơi. Giữ nguyên màu xanh dương nha chị Lê Đạm. Giữ nguyên màu xanh dương nha chị đẹp ơi. Xanh cobalt em hết size số 2 rồi. Chị Diệu Phước ơi, nó bự á. Được nha, nếu nào chị lấy size số 4 về chị nhấn ben vô được. Chị đẹp nha, nó size xích nhau một size thì ok. Rồi lên giúp em màu đỏ, màu em đang mặc là màu xanh cobalt. Rồi em có màu này cả nhà. Màu này cả nhà lên giúp em màu xanh bích. Màu này mặc cũng rất là sang nè cả nhà. Chốt em màu xanh bích đi cả nhà ơi, màu xanh bích. Chị nào thích màu xanh lý sáng hơn thì lấy màu xanh lý, còn thích màu đậm sang hơn thì lấy màu xanh bích nha. Màu xanh bích. Màu lạ size số 2. Em hết, màu lạ size số 2 em hết chị Thu Ngân ơi, em chỉ còn màu xám thôi nha chị Thu Ngân. Chị Thu Ngân là hồi nãy là có bộ màu xám size số 2 rồi.
đúng không ta? Xám hai em chốt cho chị Thu Ngân một bộ nè. Lấy cho chị Thu Ngân một bộ màu xám nữa thôi chị, còn bộ màu lạ thì hồi nãy không biết có hay chưa, em không nhớ nữa. Xanh bích size 3 với lại là size 4. Xanh bích size 4 mình hết hả chị? Xanh bích em còn size 3 hả chị? Chị Ngọc Đức, em chốt cho chị xanh bích một bộ size số 3 ha. Size 3 xanh bích cho chị Ngọc Đức nè. Chị bộ này luôn. Xám size số 3. Em chốt cho chị 4 quỳnh. Màu nâu size số 4 cho chị Diệu Phước luôn nha. Nâu 4 em chốt cho chị Diệu Phước luôn. Về nhấn ben vô giùm em nha chị. Xanh bích size số 3 em hết rồi. Em còn xanh lý 3. 53kg, 1m55, mặt size số 2. Chị Nguyễn Thù ơi, mặt size 2 nha chị. Rồi em lên lại màu cho cả nhà nha. Màu em đang mặc cả nhà chốt giúp em màu xanh coban nha cả nhà. 65kg, 1m53. Chị Thúc Nguyễn ơi, chị tròn người hoặc chị có lớn tuổi không? Nếu lớn tuổi thì lên size 5 giúp em nha. Eo 87, 88 trở lại. Eo tầm khoảng 88 trở lại chốt giúp em là size 4. Còn trên 88 thì lên size 5 giúp em chị. 50kg cho em chiều cao luôn chị Minh Si ơi. 125.000 một bộ nha cả nhà ơi. Em lên lại bảng màu cho cả nhà nha. Màu em đang mặc là màu xanh coban. Màu này lên giúp em màu đỏ. Size 4 chị lấy bộ màu nâu size số 4. Xanh bích còn size 2 hết chị. Xanh bích em hết size 2 rồi. Ủa xanh bích còn 4 nè chị đẹp. Cọc 4 em thấy ra cho chị nè. Lấy cho chị Ngọc Đức thêm một bộ size 4 nữa chị. Bộ size 3 với bộ size 4 chị chưa ship á. Bộ size 3 chưa ship á. Rồi chị bục chung vô. Rồi là chị Ngọc Đức đủ 2 bộ nha chị Ngọc Đức ơi. Mà xanh bích em chốt cho chị là được bộ size 3 với bộ size 4 luôn. Rồi lên giúp em bộ này màu đỏ cả nhà. Chốt em màu đỏ. Em lên lại bảng màu cho cả nhà mình nha. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu lạ. Lên giúp em màu lạ cả nhà. Màu lạ em còn được size số 1 với size số 4 cho cả nhà mình thôi ạ. Màu lạ này em còn được 1 với 4 thôi các chị. Lên giúp em màu lạ. Màu xám size số 3. Còn một bộ em chốt cho chị Phạm Xuân là em hết xám 3 luôn ạ. Chốt bãi thun lai dông giúp em nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Cái chị đi chùa đi này kia rồi cái chị mặc thun này nè, nó mát mà nó thoải mái nữa cái chị. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh dương. Màu xanh dương này em còn được size số 1. Nghe chân chị là size mấy chị? Màu xanh dương này em còn được size 1, size 5 với lại là size 6 cả nhà. Màu xanh dương này em còn size 1, size 5 và size 6 cả nhà. Lên giúp giùm em là màu xanh dương nha. Màu xanh dương. Màu xanh bích em chỉ còn duy nhất size số 4 thôi à, một bộ. Màu xanh bích em chỉ còn duy nhất size số 4, một bộ cả nhà. Chốt em màu xanh bích. Chốt giúp em màu xanh bích nha. Size 4 là tầm khoảng 61kg. 61, 62kg đến 65, 66kg. Eo 88 trở lại cái chị mặc ok. Màu lạ size số 4. Em chốt cho chị... Tuyết Nguyễn. Với màu xanh coban, chị Tuyết Nguyễn hai bộ ha. 1m55 50kg là mặc size số 1 chị Minh Sĩ. Lạ 4 em hết. Lạ 4 còn có một bộ một em chốt cho chị Tuyết Nguyễn. Chị Tuyết Nguyễn lên lại giúp em số điện thoại chị Tuyết Nguyễn ơi, em chưa lưu được số của chị. Lên lại giúp em nha chị Tuyết Nguyễn hai bộ. Màu lạ với màu xanh coban, cho em lại số điện thoại 125.000 bộ chị. Rồi màu này màu tím cà. Màu tím cà này quá đẹp luôn, sao cái chị không chốt. Màu này đẹp lắm nè. Xanh bích size số 4 em chốt cho chị Gia Đình Ân Phượng. Chị Gia Đình Ân Phượng ơi, chị lên giúp em cân nặng chiều cao của chị nha. Size tầm khoảng 61 đến 66kg. Rồi lên giúp giùm em màu này màu tím cà. Tím cà em còn được size 1, size 2, size 3, size 4 và size 6. 1, 2, 3, 4, 6 hết 5. Cà 3 em chốt cho chị Ngọc Đức một bộ. Là em hết cà 3. Lên giúp em màu này là màu tím cà cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn á cái màu này. Lâu lắm rồi em mới có màu tím cà mà mai bà like lại cho mấy chị á.
Bữa giờ áo bà ba cũng không có luôn. 1m5867kg, 1m5867kg, ok, eo 88 trở lại thì mặc giúp em là size số 4 nha chị. Rồi lên giúp em màu tím cà cả nha. Cái màu này tím cà mà không phải là cà nhạt nhạt đâu các chị. Cái tím cà này nó cũng đẹp nữa nè. Nó sáng hơn cái màu tím môn tí xíu nha, nó đẹp hơn. Màu tím môn thì nó tối hơn xíu. Rồi em thấy số điện thoại của chị Tuyết Nguyễn, em cảm ơn chị. Rồi lên giúp em màu đen cả nha. Màu đen. Chốt giúp em màu đen. Màu đen cả nhà ơi, màu đen. Tím cà size số 2 em chốt cho chị Hồng Diễm. Nâu size số 4 em còn á chị Bảo Ngọc. Nâu 4 em còn được một bộ á chị. Em hết màu nâu size của chị rồi chị Lê Sơn ơi, em hết nâu 3 rồi chị. Một bộ tím cà size số 6 em chốt cho chị Nguyễn Thị Nga. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em bộ này là màu đen nha cả nhà ơi, màu đen ạ. Chốt em màu đen. Màu này cả nhà mình lên giúp giùm em là màu xám nè cả nhà. Màu xám này em còn được size số 1, size số 2, size số 5. Xám này em còn được size 1, size 2 với size 5. Cả nhà chốt em màu xám ạ. Size 3 màu đen em chốt cho chị Hà Hòa Huỳnh. Thêm một bộ màu đen size số 3 cho chị Ngọc Đức là em hết đen 3. Chị Nguyễn Thị Nga một bộ màu tím cà size số 6 hả chị Nga? Tím cà size 6 em chốt cho chị Nga rồi đúng không? Chị mới bấm bill đúng không? Đúng không? Dạ. Chị Nguyễn Thị Nga là size 6 đúng không chị? Chị Phương Phạm chốt màu gì size 6 vậy chị? Chốt màu gì size 6 lên giúp em cái màu. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Phạm Nghe ơi, đừng có lên size L, em không biết đường em canh size. Chị cho em cân nặng chiều cao của chị rồi em lấy size nha. Ừ, đúng rồi chị. Chị thêm bộ. Xám 2 em chốt cho chị Nga Phương. Chị Thất Nguyễn mặc size số mấy hả chị ơi? 1m53 mà 65kg. 1m53 65kg, eo 88 trở lại. Chị gọn người không? Chị gọn người không? Chị ơi em lấy cho chị size số 4 nha. Size số 4 là em lấy cho chị một bộ màu nâu với một bộ màu tím cà. Chị lên giúp giùm em số điện thoại. Xám 5 em chốt cho chị Hiền Lê. Màu đen size số 5 mình hết đúng không chị? Đen 5 em hết. Ờ quên nữa, mà size số 5 em còn được màu xanh bích cả nhà. Size số 5 em còn được màu xanh bích, màu xanh dương, màu xanh coban với màu đỏ. Đen 5 em hết rồi. Đen với lại em hết luôn nha chị Trần Phi ơi. 57kg, cao 1m55 trở lên. Eo tầm khoảng 78 đến 83 trở lại thì mặc giúp em size 3 nha chị Bích Kim ơi. Còn eo dưới 78 thì mặc size 2. Xám 62kg là xám 4 em hết chị Võ Thị Mỹ. Xanh coban size số 5 em chốt cho chị Phương Sì Tin. Đen size số 4, dạ đúng rồi chị. Đen size số 4 em chốt cho chị Mai Nguyễn. Chị Mai Nguyễn lấy hai bộ màu đen luôn đúng không chị? Hai bộ màu đen đúng không ạ? Xám 2 là em hết rồi ha. Xám 2 nãy em chốt cho chị đẹp nào đó là em hết xám 2 rồi. Tím cà 3 em hết luôn. Hiện tại em còn bộ em tím cà em còn được size số 2, size số 4 và size số 6 với size số 1. Mét 6, 5, 7 kg, eo 78 trở lại thì mặc size số 2 trên 78 thì mặc size 3 giúp em chị Phạm Nga. 1m58, 80 kg, eo 102 trở lại thì mặc vừa chị Song Khánh. Xám em hết size của chị rồi chị Mỹ Bùi ơi. 75 kg, cao 1m58 mặc size 6 chị Lê Chậm. Mét 62 nặng 54 kg, eo 73 trở lại thì mặc size số 1 chị Lê Loan ơi. Ủa quên chị Lã Lon, em xin lỗi. Chị Lã Lon còn eo tầm khoảng 74 đến 78 thì mình mặc size số 2 giùm em hết chị. Màu nâu size số 4 em hết. Màu xám size số 2 em hết chị Hồng Diễm ơi. Hồi nãy em có chốt một bộ xám cho chị đẹp nào đó là bộ xám cuối cùng đó, phải chị Hồng Diễm không? Nếu mà chị kiểm tra Messenger có thì có nha, có hàng nha chị, có gửi tin nhắn qua thì có hàng, còn không thì không có nha, em hết xám rồi.
Một bộ màu đen size số 4 cho chị Yến Dung. Chị gì nãy có số điện thoại cho chị? Chị Thức Nguyễn á. Hai bộ. Chị Thức Nguyễn không có số điện thoại là em xả ra chứ ơi nha. Chị Thức Nguyễn eo không có tới 102 đâu chị, mấy chị đè cái bụng ra mấy chị đo không à. Eo gì mà tới 102, 102 là 70 mấy 80 kg mặc á. Chị có 60 mấy ký à, sao mà ra vòng eo 102 được. Tiếng cà size số 4 em chốt cho chị Phạm Xuân. Hồi không có biết chắc ăn cái eo em không có chốt nha chứ ơi, xả nha. Còn không thì em chốt theo cân nặng chiều cao của chị. Còn không thì chị lấy lên size số 5 giùm em đi. Size số 5 thì em không có còn hai màu này. Size số 5 là em còn màu xanh bích, màu đỏ với màu xanh dương. Mấy chị biết cái dòng eo thì cho em, còn không thì khỏi cho đi mấy chị. Còn không thì mình lấy lớn hơn một size nha. Chứ đo không có đúng rồi về em canh size về mặc rộng thùng thình rồi kiểm tra hàng rồi bơm hàng em nữa mất công lắm. Cái chị chọn màu giúp em đi cả nhà ơi, chứ em không có lấy giùm nha. Tím cà. Tím cà size số 4 hồi nãy mới chốt là cho chị nào vậy chị? Chị Phạm Xuân đúng không? Tím cà size số 4 cho chị Phạm Xuân. Xám 2 hồi nãy em chốt cho chị đẹp nào đó là em hết rồi đó mấy chị, em không nhớ nữa. Tối nay 6 giờ qua 6 rưỡi nha chị Hào Huỳnh ơi. Xám size 6 em hết luôn rồi, size 6 là em còn màu đen, màu xanh lý, màu xanh dương, màu xanh cuban, màu hồng đậm, màu nâu, màu tím cà, màu đỏ với màu xanh cuban. Cả nhà nha. Size 6 em còn cũng nhiều màu đó. Xanh bích em hết trơn size số 2 rồi. Xanh bích em còn được có size 2, size 5 với lại là size số 6 thôi cả nhà. Rồi ok nha cả nhà ơi. Cái bộ đơn của chị Thức Nguyễn là em không có chốt nha. Hai bộ này là em không có chốt cho chị Thức Nguyễn nha chị đẹp. Tại vì chị không có canh được size nên là em không có chốt bạn. Quần có hai túi hai bên chị. Một bộ màu đen size số 3 cho chị Phạm Nga. Ủa đen 3 hết hả chị? Rồi đen 3 em hết nha chị Phạm Nga ơi. Em bấm bill cho chị Phạm Nga nhưng mà chị Phạm Nga không có màu đen nha chị, không có màu đen size số 3 nha. Rồi nhanh em qua mẫu nè mấy chị. Nhanh em qua mẫu cho mấy chị nha. Khoan hả buộc chị đẹp để em dơ màu lại cho mấy chị coi. Rồi cái bộ màu nâu của chị Lê, của chị Thức Nguyễn á, em nâu 4 em sẽ chốt qua cho chị Lê Phượng. Chị Lê Phượng một bộ màu nâu size số 4. Rồi em lên lại từng màu cho cả nhà mình nè. Size số 1 chị nào, size 1 là em còn đủ màu mấy cái màu em lên đó. Bây giờ bắt đầu em lên size 2 cho cả nhà nha. Size 2. Chị Phạm Nga ơi, mà chị màu đen 1m6 mà chị nặng 57kg, eo của chị 78 trở lại thì chị chốt size 2, còn eo trên 78 thì lên size 3 giúp em nha chị. Rồi size số 2 là em còn được màu đỏ. Em còn được màu hồng đậm cả nha, màu hồng đậm nha. Rồi em còn được tím cà. Em còn được tím cà nha cả nhà, cái đó là size số 2 nha. Hôm nay còn bộ nào size 2 nữa không chị? Rồi size số 3 cả nhà. Size số 3 là em còn được màu đỏ, màu xanh cuban như em đang mặc. Màu hồng đậm, cái màu hồng đậm này đẹp lắm nè, cái chị không chốt. Bên em không có bỏ sỉ chị, eo 78 là mặc size 2 đó chị Phạm Nga ơi. Nhưng mà màu đen em hết size 2 luôn rồi chị. Size 2 là còn mấy màu em dơ lên thôi cho mình hồi nãy đó. Màu tím cà, màu hồng đậm với màu đỏ nha chị. Rồi màu này lên giúp em là màu xanh bích cả nhà. Màu xanh lý chứ em xin lỗi. Size 3 là em còn màu xanh lý. Chị Thức Nguyễn ơi, hai bộ của chị á, là em chốt chị mặc không có vừa nên là em xả ra rồi chị. Nên là em không có chốt lại cho chị nha. Còn nếu mà chị cho em vòng eo của chị 102 là em lấy lên cho chị size số 6. Chị chịu không? Số 6 em còn màu nâu với màu tím cà đó. Chị chịu thì em chốt. Rồi size 4 nha cả nhà ơi, size 4 nè. Hồng đậm size số 2 em chốt cho chị Hồng Diễm.
Rồi size số 4 là em còn được màu đen. Size số 4 là tầm khoảng 61kg đến 65-66kg. Eo 88 trở lại. Eo tầm khoảng 83-84 đến 88 cả nhà mặc dừa nha. Rồi lên giúp em màu này. Màu đen, màu đỏ, màu hồng đậm, màu xanh lý, màu tím cà. Size 4 nha cả nhà, size 4 nha. Rồi em chốt cho chị rộng cũng được đúng không? Rộng là về chị tự bóp nha, chị Thức Nguyễn nha. Không có bơm hàng nha, chế đẹp. Kiểm tra hàng không có nói là rộng quá chị mặc không vừa rồi trả hàng lại cho em nha, là lần sau là em không có bán nữa đó. Đồng ý không? Đồng ý thì em chốt cho. Còn mấy chị cho thì phải cho em chính xác cân nặng và chiều cao nha. Size số 6 là tới 75kg thôi nha chị. Chị chốt thì lên giúp giùm em số điện thoại nha. Chị Thức Nguyễn lấy size 6 thì lên giúp giùm em là số điện thoại. Chị lên giúp giùm em là nâu 6, tím cà 6, kèm theo cái số điện thoại ở phía sau để em chốt đơn cho mình. Màu em dơ lên đó chị, màu tím, ở quên màu xanh lý này nó không có đậm nha. Nó đậm hơn cái màu xanh biển tí xíu thôi. Bộ dập ly em chưa có lên lại đâu cả nhà. Số 3 màu hồng đậm em còn được có một bộ hả chị Chi Chi ơi. Màu nâu không có size số 1. Màu nâu em hết size 1, em hết size 2 luôn rồi. Màu lạ. Màu nâu em chỉ còn một bộ size số 6 thôi các chị. Màu xanh dương size số 5 cho chị Tiền Nguyễn. Size số 2 em hết màu đen rồi cả nhà. Rồi. Size số 5 là em còn mấy màu này nha cả nhà. Size số 5 em còn được có 2 màu à. Size số 5 em còn màu đỏ với lại là màu xanh bích. Màu này màu xanh bích, màu này là màu xanh lý. Hai màu khác nhau nha cả nhà. Màu xanh bích, màu này màu xanh lý. Rồi size số 6 là em còn màu đen. Em còn màu xanh lý. Em còn màu xanh dương. Em còn màu tím cà. Em còn màu hồng đậm. Em còn được màu nâu. Màu đỏ. Màu xanh coban. Màu xanh bích. Rồi, ok cả nhà mình ha, chỉ có size 6 là em còn đủ màu thôi. Size 6 với size 1, 125.000 một bộ chị. Rồi, qua mẫu nha cả nhà. Em qua mẫu khác cho các chị nha. 125.000 một bộ ạ. Rồi, em qua mẫu khác cho các chị ạ. Em lên cho cả nhà mình bộ rộng dài nha cả nhà. Em lên cho cả nhà mình bộ rộng dài màu. Chị Điệp thảy xuống hết cho em đi. Chị Điệp em lấy cho. Bên đây. Này phải không? À bên kia hả chị? Ủa cái đó mình còn ít hả chị? Xanh bích em không có size số 1 chị. Em lên cho cả nhà mình cái bộ rộng dài nha cả nhà. Bộ rộng dài màu. Rất là đẹp luôn. Này mình hết size 1 đúng không ta? Bảy mươi ký mà size 5 chị tám gì nha? Chị Ngọc Bích ơi, bây giờ em không có đổi được cho chị chốt thì chị chốt nhồi lên giúp giùm em đi chị. Chị mua giùm hay gì chị Ngọc Bích? Mua giùm, hạn chế giúp giùm em mua giùm nha cả nhà. Mua giùm thì hỏi kỹ giúp giùm em. Để khách chốt không có rồi xuống cái chị chốt xong em lại xả ra, nó lại bị nhồi lại một hai bộ mất công á mấy chị. Xanh lý với hồng đậm size số 3. Xanh lý hồng đậm size số 3. Ok, em chốt cho chị Hồng Thu.
Chị Ngọc Bích mua giùm hay gì chị? Em thấy chị mua tới 3 size lần đó. Bây giờ là xả cái bộ nào rồi đổi cái bộ nào? Xanh bích em không có size 2. Chị Phạm Nga, xanh bích bây giờ em chỉ còn size 5 với size 6 thôi. Em lên cho cả nhà mình bộ rộng dài nha, bộ rộng dài. Không có màu trắng chị. Đồ thun em ít có lên màu trắng lắm. Đồ thun mà lên màu trắng là mặt đó là rất là dễ bị thấy cái đồ trong của mình ha, nên là em không có lên màu trắng. Không chị Tám gì ơi, size 5 hồi nãy còn mấy màu em dơ lên cho mình coi, còn có hai màu á chị, màu đỏ với màu xanh 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 bích á. Size 5 là em chỉ còn màu đỏ với màu xanh bích thôi, không có còn màu khác nha. Màu nâu là màu nâu chứ em không có màu nâu bò chị. Bây giờ chị chốt đúng không? Chị chốt màu nâu size số 6 thì chị cứ lên giúp em là nâu 6 rồi em chốt cho. Chứ chị nói nhiều khi em không có hiểu ý của chị á, hỏi lòng vòng mất công. Mình chốt bộ nào mình cứ lên ừ nâu 6, em đọc mã số sao thì cái chị lên mã số y chang vậy, đừng có lên nâu bò, em đâu có màu nâu bò. Còn cái màu kia nó là màu lạ thì em không có còn size số 6. Chị Thức Nguyễn ơi, tạm thời là em không có nhận cái đơn của chị nha. Em tư vấn cho chị từ hồi nãy giờ em nói là cuối cùng chị không có hiểu cái gì luôn. Em nói là chị không có hiểu luôn. 1m53 65kg. 1m53 65kg. Nếu như mà chị lớn tuổi thì em chốt cho chị là lên tối đa là size số 5 thôi. Còn chị đo cái vòng eo của chị ra 106, em không biết chị đo có chính xác hay không. Còn ủ anh 102 là chị mặc tới size số 6. Chị hiểu không? Hồi nãy em lấy cho chị là size số 4 là em nghĩ là chị ok, là chị mặc vừa. Nhưng mà cuối cùng là chị đo cái vòng eo của chị ra tới 102, mà eo 102 là mặc tới size số 6 lận. Size số 4 mặc không vừa. Còn ví dụ như chị không có biết chính xác cái vòng eo của mình thì em chốt lên cho chị size số 5. Mà size số 5 thì em không còn hai cái màu của chị chọn, em chỉ còn màu đỏ với màu xanh bích thôi. Cái chị cứ hỏi em biết em mặc vừa hay không. Bây giờ cái size cái body của mấy chị mà mấy chị còn không rõ nữa thì mấy chị hỏi em biết đường nào mà em canh size cho mấy chị. Như em nè, 1m58 48kg, em đo cái vòng eo của em là 65, là bản thân của em biết em mặc size S là em mặc vừa nha. Hoặc là em mặc size số 1 là em biết em mặc vừa hoặc hơi rộng tí xíu. Còn nếu mà em chốt lên size M hoặc là em chốt lên size L là em biết chắc chắn em sẽ mặc rộng rồi đó. Thì em đồng ý em về em bóp lại thì em mua nha. Chứ không có mua về xong rồi kiểm tra hàng nói ôi chị mặc không vừa. Còn mấy chị mới mua hàng bên em lần đầu, em có thể biết ở ngoài cái chị mập ốm hay là như thế nào, cái tạng người của chị sao đâu, hỏi em mặc vừa hay không sao em biết. Mấy chị còn không có tự canh cho mấy chị được nữa rồi sao em biết được. Em canh size số vòng eo em đã nói rõ cho cái chị mà cái chị còn không canh được nữa. Nâu 6 em chốt cho chị Ngọc Bích. Chứ em mà bán hàng ẩu cho mấy chị á, mấy chị chốt lên số ký cân nặng em lấy size 4 nó về mặc vừa không vừa tính sao. Chứ tư vấn chị nói hoài cho mấy chị đúng không? Màu hồng size số 3 em hết rồi chị. Hồng size 3 chị chốt sau rồi. Bà ngoại xì tin nhận đơn hàng của em lúc nào? Chụp hình gửi qua cho em đi. Mấy chị nhận hàng mấy chị em gu rồi, mấy chị không nói gì trơn á. Đợi cái lúc em lên live á, cái người ta nói cái mình cũng nói.
mà cái lúc nhận hàng á không vừa ha, không có gì hoặc có vấn đề gì á, sao không có nhắn, không có hỏi gì em, chưa không nói gì trơn á mấy chị. Hàng em chỉ giải quyết cho cái chị sau khi mà giao hàng trong vòng 2 hoặc 3 ngày em nhận được thông tin thì em giải quyết, còn sau đó lâu quá em không có giải quyết đơn hàng cho mấy chị nha. Bực mình quá trời luôn á chị Hà Quỳnh ơi. Canh sai gọi lên á, hàng đổi, em nói rồi, hàng đổi có vấn đề gì á, một là chụp qua Messenger giúp em. Còn mấy chị chụp Messenger không được thì cái chị gửi thẳng qua Zalo cho em luôn đi, rồi em check cho nó nhanh nha. Cái số 899 của em là số em xài Zalo đó, em để chế độ công khai, không có chế độ riêng tư. Người lạ chụp hình gửi hình qua bình thường. Hàng em nhận đổi cho cái chị trường hợp bị chật với bị lỗi là em đổi hàng nha. Hàng sale em chỉ nhận đổi hàng lỗi thôi, hàng chật em không đổi. Ok nha các chị. Không phải riêng về shop của em đâu mà shop của người khác cũng y chang vậy đó. Bộ này hôm bữa mình bán nhiêu chị? Rồi bộ này hôm nay em sale cho cả nhà mình nha. Bộ này hôm nay em sale cho cả nhà mình còn 100 ngàn một bộ. Em bán cho cả nhà mình 100 ngàn một bộ. Cả nhà nha. Muốn em đừng có nói thì lên like, đừng có hỏi em mấy cái vấn đề ở ngoài lề đó nữa mấy chị. Mấy chị mua hàng ở đâu cũng vậy trơn á. Hàng đổi, hàng gì, hàng giờ gặp vấn đề gì chụp hình gửi qua cho shop đi rồi shop để giải quyết cho. Bộ em mặc là rộng dài. Một người hỏi nói rồi cả mấy trăm chị nghe, rồi mấy trăm chị kia phiền hà nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, lên giúp em màu đỏ đi cả nhà. Màu đỏ 100 ngàn em sale cho cả nhà mình 100 ngàn. Chị. Thấy gì không? Đỏ này em hết size 1 rồi chị Đào Hợi ơi. Cái lô này em hết size số 1 rồi. Đó size 1 nè chị. Ủa cái này bà ba mà. Cái này bà Lai. Bà Lai. Vậy là cái này hết size 1 thôi giờ. Nó lộn vô nè. Này size 2 luôn hả? Size 4 thôi chị. Hết size 4 luôn hả? Rồi cái bộ này em hết size 4 luôn rồi chứ ơi. Ở trên đó là bộ tay dài hả chị? Chị Hoàng Oanh ơi, đỏ em hết size 4, đỏ em hết size 1 luôn. Đỏ rộng dài 3 em chốt cho chị Thúy Nguyễn 100 nghìn một bộ nè. Đỏ 3 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Bộ đỏ em hết size rồi cả nhà ơi, em hết size 4 rồi. Cái lô này em hết size 1 với em hết size 4 cả nhà, em còn size 2, size 3, size 5 và size 6. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu nâu đất. Lên giúp giùm em là màu nâu đất đi các chị. Chốt giúp giùm em là màu nâu đất các chị nha. Size 3 này size 2 chị. Rồi lên giúp em màu nâu đất các chị, màu nâu đất ạ. À.
Không có màu đen chị. Em hết size 4 rồi chị Tâm Trương ơi. Rồi lên giúp em màu này đi cả nhà. Màu này màu nâu đất giúp em nha. Giúp em màu nâu đất à. Rồi màu này là cả nhà lên giúp em là màu hồng rút. Hồng đất chứ. Lên giúp em màu này màu hồng đất đi cả nhà. Hồng đất, nâu đất với hồng đất nha cả nhà ơi. Đỏ size số 2 em chốt cho chị. Cái bộ này em hết size số 1 rồi chị Đào Hợi, không còn bộ nào size 1 hết chị. Đỏ số 2 em chốt cho chị Thu Thảo. Size 6 là cặp nào vậy chị? Nâu đất 6 em chốt cho chị Nguyễn Bạch. Nâu đất size số 3 em chốt cho chị Hương Quỳnh. Hồng đất em hết size 1 rồi chị Ánh Trần ơi. Bộ này em hết size 1 với em hết size 4 nha cả nhà ơi. Mẫu này em hết 1 với hết 4 rồi. Em sale cho cả nhà mình 100 ngàn một bộ. Cả nhà chốt giúp em ạ. Bộ này là rộng dài màu. Hồng đất size số 6. Hồng đất size số 6 em chốt cho chị Bích Phương. Nâu đất size số 5 không có nha cô Mai ơi. Nâu đất size số 5 em hết rồi mấy chị. Size số 5 em còn màu đỏ, màu hồng sen với lại là màu xanh lạ hả cả nhà. Hồng đất size số 3 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Nâu đất size số 5 em hết luôn. Hồng đất size 3 em chốt cho chị Hà Quỳnh. Lên giúp em màu hồng đất cả nhà. Hồng đất em còn được size 2, size 3 và size 6. Hồng đất em còn được 2, 3, 6 cả nhà. Thấy qua cho em màu hồng sen luôn đi chị. Màu xanh lạ luôn. Hồng đất size số 5 em hết. Hồng đất size số 3 em chốt cho chị Châu Lê. Size số 4 không còn bộ nào hết nha cả nhà ơi. 1 với 4 là em hết rồi. Chị lấy size số 5 đi chị Trần Tâm Trâm ơi. Nếu mà mình có cái bụng dưới nhiều thì mình lấy lên size 5 giùm em ha. Size 3 chị. Phải size 3 không? Không có cho size nữa. Chị nào biết size lên size giùm em luôn đi mấy chị cho nó nhanh nha mấy chị ơi. Size 3 chị. Dạ có rộng thì cái chị nhấn ben vô giúp giùm em. Còn chị nào mà biết size rồi thì lên size giùm em luôn nha. Em canh size cho mấy chị rồi đó. Tại vì em canh rồi em không có nhớ size của mấy chị ạ. Ủa hồi nãy hồng đất mình còn mấy bộ size 6 chị? Hai bộ hả? Em có bấm bộ size 6 rồi đó. Chị coi trong đó có chốt bộ nào size 6 chưa? Coi em nhấn có thiếu bill không? Rồi đúng không? Rồi hồng đất size 6. Hồng đất size 6 em chốt cho chị Trâm Nguyễn một bộ. Hồng đất size số 3. Size số 3 chị Mai Nguyễn mặc vừa không nha. Hàng sale em không có hỗ trợ đổi trả nữa nha chị. Hồng đất size số 3 em hết à. Do chị Mai Nguyễn là em hết. Hồng đất em hết size số 1 rồi. Hồng đất em còn size 2 cả nhà ơi. Hồng đất em còn một bộ size 2. Bộ này 56, 57 ký trở lại cái chị mặc được nè. Size 2. Rồi chốt giúp em nha. Màu hồng đất. Màu nâu. Cái đây màu xanh lạ nè cả nhà. Chốt em màu xanh lạ. Xanh lạ em còn được size 2, size 5 với size 6 cả nhà ơi. Size 2, size 5 với size 6. Hồng đất 6 hết rồi chị Nguyễn Bạch. Màu xanh lạ này em còn được size 2, size 5 với lại là size 6 cả nhà. 100 ngàn một bộ nha. Em sale cho cả nhà mình 100 ngàn ạ. Lên giúp em màu xanh lạ cả nhà ơi. Cả nhà chốt giúp em màu xanh lạ nha. Size số 2 là 57kg trở lại mặt dừa. Size số 5 là 72kg. Và size số 6 là tầm khoảng 80kg trở lại. Các chị mặc ok.
Xanh lạ size số 6 em chốt cho chị, xanh lạ size 5 em chốt cho chị Hoàng Anh, xanh lạ 6 em chốt cho chị Gia Đình Ân Phượng. Là em hết. 5 em chốt cho chị Hoàng Anh, 6 em chốt cho chị Gia Đình Ân Phượng là em hết nha. Cái chị nào mà không có size em bỏ qua luôn nha mấy chị. Size 2 là 57kg trở lại mặt dừa. Size số 2 là 57-58kg trở lại đó. Cả nhà bộ này cứ nói co giãn nhiều nên các chị mặc được nè. Lên giúp em màu xanh lạ nha cả nhà. Xanh lạ 5, xanh lạ 6 em hết. Em còn xanh lạ 2. Xanh lạ 2 cho chị Thúy Nguyễn một bộ. Rồi chị Ân Phượng không có chốt, bộ size 6 quỷ đơn đi chị. Rồi size 5 em hết rồi nha chị Ân Phượng nha. Vậy là bộ size 6 em chốt cho khách khác nha. Xanh lạ size số 6 em chốt cho chị Trâm Nguyễn luôn. Xanh lạ size số 2 em chốt cho chị Thanh Thủy. Rồi lên giúp em màu xanh lạ đi cả nhà. Màu xanh lạ em còn được size, bộ này là size số 2 là tầm khoảng 57-58kg trở lại. Rồi xanh lạ em còn size 2 thế ha. Rồi màu hồng sen. Hồng sen em còn được 2-3-5-6. Hồng sen em còn được 2-3-5-6 cả nhà. Dạ không có, chị Nguyễn Bạch không có. Chị Quỳnh Hiếu, em chốt cho chị Quỳnh Hiếu một bộ màu xanh lạ với một bộ hồng đất size số 2. Xanh lạ với hồng đất size số 2 em chốt cho chị Quỳnh Hiếu. Bộ đỏ size số 5 cho chị Tâm Trương. Hồng sen size số 2 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Size số 2 là 57-58kg cả nhà ơi, size 3 là 63kg ha, size 5 là tầm khoảng 72-73kg và size số 6 là 80kg các chị mặc được á. Cái form này em thấy nó thoải mái nè. Xanh lạ em hết rồi ạ, hồng sen size số 5 em chốt cho chị Tấn Phát, ok chị Tấn Phát. Hello chị Tấn Phát, bữa giờ mới gặp chế luôn. Hồng sen size số 2 cho chị Thúy Nguyễn. Rồi em hết hồng sen 2. Hồng sen size số 5 em chốt cho chị Trần Trâm. Chị Trần Trâm ơi, size số 5 là tầm khoảng 68kg nha chị. Size số 5 là 68-72-73kg cả nhà mình mặc vừa đó. Hồng sen size số 5 em chốt cho chị Bíp Phượng hay Bíp Phương nè chị. Em chốt cho chị nha. Bộ này em không có còn size số 4 chị Mai Nguyễn ơi. Size 3 là tầm khoảng 63kg trở lại mặc được đó chị. Chị nhiêu ký à? Rồi lên giúp em bộ hồng sen đi, cả nhà màu nào cũng đẹp hết á. Em sale cho cả nhà mình còn 100.000 rộng dài. Rộng dài cả nhà 100.000. Em hết hồng sen size số 5 luôn rồi chị Phương Sì Tin ơi. Bà Lai bông size số 3 hả chị? Còn không ta? Còn nha chị ơi, em còn được bộ beo với bộ xanh ngọc á. Xin năm chị. Vậy hả? Rồi vậy là chị Bích Phương ơi, chị Bích Phương không có hồng sen size số 5 rồi. Chị Bích Phương không có hồng sen size số 5 nha chị Bích Phương. Hết rồi chị. Em còn hồng sen 6. Hồng sen 3 với hồng sen, em còn hồng sen 3 với hồng sen 6. Bộ đó size mấy chị? Em còn size 2 nữa cả nhà ơi. Hồng sen em còn được 2-3-6 ạ. Hồng sen size số 3 em chốt cho chị Thúy Trần. Hồng sen 5 em hết ạ. Hồng sen 3 còn 2 bộ đúng không chị? Hồng sen 3 cho chị Mai Nguyễn một bộ. 65kg chị mặc vừa không chị Mai Nguyễn ơi, cao 1m58 trở lên nha chị. Cao 1m58 trở lên nha, gọn gọn người giúp em tí xíu. Còn không thì về thì chị có mặc ôm thì chị nhả 4 cái ben ra giùm em, còn mặc vừa thì thôi ha. Một bộ em sale còn 100.000, xanh lạ em không có size số 3, size số 3 bây giờ em chỉ còn màu đỏ thôi các chị. Size số 3 em chỉ còn duy nhất màu đỏ em đang mặc thôi ạ. Rồi,
Một bộ màu tím đậm size số 2, còn một bộ duy nhất lên giúp em tím đậm 2. Lên giúp giùm em bộ này là tím đậm 2 cả nhà, tím đậm 2. 1m65 hả? Ok, 1m65 mà chị 65 kg, chị mặc size 3 bộ này là ok nha chị Mai ơi. Dạ ok chị Tấn Phát. Hồng Sen size số 6 em chốt cho chị biết Phương. Hàng này rất là dễ cả nhà ơi, cả nhà chỉ chịu khó là nhấn ben, nhả ben ra hoặc là nhấn ben vô giúp giùm em là được ha. Tím đậm size số 2 cả nhà ơi, em chốt cho chị Hoa VT. Em không có nha chị Mỹ Lệ ơi. Em không có màu chị yêu cầu nha. Màu nâu em size số 2 em còn màu đỏ, em đang mặc với lại là màu nâu nè cả nhà, với lại là màu hồng sen. C2 là 57 kg trở lại cả nhà mặc vừa. C2 là tầm khoảng 58 52 53 kg đến 57 kg. Rồi màu này lên giúp em màu nâu cả nhà. Em không có size của chị rồi, chị Hậu Giang quê tôi ơi. Tím đậm em có một bộ size 2 mà hoặc em chốt cho khách là hết rồi mấy chị. Rồi cả nhà lên giúp em màu này là màu nâu đất đi các chị. Màu nâu đất này em còn được 3 bộ size số 2, 57, 58 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em màu nâu đất các chị. Nâu đất 57, 58 kg trở lại cả nhà mình mặc dừa giúp em ạ. Nâu 3 em hết rồi chị. Size 1, size 4, size 5 là em hết. Size 3 với size 6 là em còn được màu đỏ. Size số 2 là em còn được màu hồng sen. Em còn được màu đỏ với em còn được màu nâu đất em đang mặc. Dạ đúng rồi chị Mai Nguyễn, bộ này á, là những cái form rộng rộng vậy, chị mét 65 mà chị 60 là, chị mét 65 mà chị 65 kg chị mặc size 3 được rồi. Có cái mẫu nào mà chị thấy em mặc mà nó ôm nhiều á. Ôm nhiều em nói form này form nhỏ, chị hãy chốt lên size 4, còn không chị chốt size 3 thôi. Tại chị cao quá. Rồi tiếp tục cho cả nhà mình ha. Em lên cho cả nhà mình một lô giả váy nha cả nhà ơi. Em chốt cho cả nhà mình một lô giả váy màu nha. Hàng Solen, hàng cao cấp giúp em. Cái bộ này là nó mắc nhất trong đồ của em rồi đó mấy chị. Nó cao cấp dữ lắm, là nó đẹp lắm đó mấy chị ơi, yêu ơi. $185.000 nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Mà em còn được ít màu à. Màu này cả nhà lên giúp em là màu hồng sen nha. Cái màu hồng sen của cái chất liệu vải Solen này nó rất là đẹp nha các chị. Quần giả váy dài giúp em nha cả nhà. Bà Lai Bông, bà Lai Bông là em chỉ còn được mã ngọc với mã beo thôi nha chị. Bộ này là form dừa nha cả nhà, form không có rộng nha, form bình thường đó. 50kg là mặc size số 1, 55kg là mặc size số 2, 55kg eo 77 trở lại thôi. Tại vì cái này em thiêu nên là nó coi giãn ít. 60kg eo 82 trở lại là mặc size số 3. 65kg eo tầm khoảng 83 đến 87 là mặc size số 4. Size số 5 là eo 92 trở lại ha. Và size số 6 là tầm khoảng 75kg là eo tầm khoảng 97 trở lại thôi. Rồi cả nhà chốt em bộ này là bộ hồng sen cả nhà. Bộ hồng sen. Bà Lai bộ màu nâu size số 5 em hết rồi nha chị Ánh Diễm. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chị Thiên Anh bộ 120 là chị chốt 68kg. 68kg là chị chốt size số 4. Rồi chị lấy màu gì chị nói đi để em coi còn màu em lấy cho. Rồi bộ em đang mặc là màu hồng sen nha cả nhà. Cái màu này ở ngoài nó rất là đẹp nha các chị. Hàng em thiêu trực tiếp nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh ngọc cả nhà. Màu hồng sen, màu này màu xanh ngọc.
Màu xanh ngọc giúp em chị, 185.000. Bộ này là quần giả váy, quần giả váy màu chất vải solen, hàng thiêu trực tiếp giúp em. Rồi màu đen các chị, màu đen này hình như là em còn được có size 1, size 2 với size 3. Màu đen này em còn 1, 2, 3 là size 60kg trở lại đó. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà, 47kg mặc size 1 nha chị. 47kg chị cao bao nhiêu ạ? Rồi lên giúp em màu đen cả nhà, màu đen. Màu này lên giúp em màu tím cẩm. Xanh ngọc size số 3. Còn không chị? Xanh ngọc 3 em hết rồi chế đẹp ơi. Size số 3 em còn màu đỏ đô, màu cà phê sữa, màu đen với màu hồng sen. Đen 60kg, đen 3 cho chị Thanh Diệp. Có màu đỏ đô quá chị Ánh Diễm. Quần giả váy em hẹn cái chị tối nay em like lại nha. Màu xanh lạ hả chị? Màu xanh lạ em hết rồi. Màu xanh lạ em hết rồi nha chị Thiên Anh. Đen 3 em chốt cho chị Trâm Nguyễn luôn. Bốn bảy ký cao mét 50 thì mặc size eo 72 trở lại thì mặc size 1 nha chị Trần Thị Phiến ơi. Màu đen size số 2 em chốt cho chị Hà Đặng Thị. Size số 2 là 55kg, eo 76 77 trở lại mình mặc vừa nha chị. Màu tím cẩm em hết trơn rồi chứ ơi, màu tím cẩm em còn được có size 1 với size 2 à. Size số 4 là size 65kg mà cao 1m55 trở lên, eo 87 trở lại em còn duy nhất một màu, một là màu xanh ngọc. Chết. Rồi màu tím cẩm là em còn được size 1 với size 2, còn một bộ luôn. Size 4 còn đúng một bộ, 60-65kg, eo 82-83 đến 86-87. Cả nhà mặc vừa còn đúng một bộ cả nhà. Rồi màu xanh rêu. Màu xanh rêu còn một bộ luôn, size số 1 luôn. Size 2 hả chị? Rồi em còn được một bộ size 1 với một bộ size 2 cả nhà. Đen 60kg cho chị Thanh Diệp rồi. Chị Thanh Diệp chiều cao bao nhiêu vậy chị Thanh Diệp? Chị 60kg chị cao bao nhiêu ạ? Chị Thanh Diệp đợt này nhớ bắt máy giúp em nha. Hôm trước cái đơn hôm trước em xả là gọi ngày 1 mẹ đi vắng, ngày 2 là không bắt máy. Chị Tâm Trương 65kg là chị cao bao nhiêu chị ơi? Eo 87 trở lại thôi nha cả nhà. Tại vì cái bộ này form không có bự nha. Cái này là em thiêu ở phía trước nên là cái phần cái thân ở phía trước là nó không có giãn ra. Nó chỉ giãn được cái thân sau của mình thôi. Form này là gọn đó, không có ấy nha, không có bự. Chị Tấn Phát ơi, tím cẩm em không có size số 4. Bộ này chị Tấn Phát mặc size số 5. Bộ này chị Tấn Phát mặc size số 5 mà size số 5 em chỉ còn xanh ngọc với hồng sen thôi ạ. Ok chị Thanh Diệp ạ, 1m660kg là mặc size số 3. Rồi lên giúp em màu xanh rêu đi cả nhà. Xanh rêu em còn được bộ size 1 với bộ size 2. Màu cà phê sữa em còn được 1, 2, 3 nè. Cà phê sữa rất là đẹp luôn. Em còn được size 1, size 2 với size 3. Cà phê sữa cả nhà, đẹp xuất sắc. Xanh rêu không có size số 3. Chị Thúy Trần ơi, xanh rêu em không có 3, rêu em có 1 với 2 à. Cà phê sữa cả nhà ơi, cà phê sữa 1m57-65kg. Chị Tâm Trương ơi, eo 87 trở lại. Chị Tâm Trương có ok không? Ok thì em chốt ạ. Cà phê sữa size số 3 em chốt cho chị Thúy Trần. Ok chị. Rồi em hết cà phê sữa 3 luôn. Rồi lên giúp em màu cà phê sữa. Cái màu này cháy hàng luôn á mấy chị. Cái màu này cái lô trước em về nó cháy hàng luôn, không có riêu 3. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu hồng đất. Ủa mơ màu hồng đào. Hồng đào cả nhà ơi. Hồng đào em còn được 1, 2, 6. Hồng đào em còn được size 1, size 2 với size 6 cả nhà. Ok chị Tâm Trương, chốt cho chị Tâm Trương bộ xanh ngọc size số 4 là em hết. Hết size 4 luôn rồi. Bộ cuối cùng Solen đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Bạch rất là nhiều. Chị Nguyễn Bạch là fan của Solen. Fan cứng luôn. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi. Hồng đào. Hồng đào em còn được size 1, size 2 và size số 6. Size 6 là 70-75kg.
Rồi lên giúp em xoay màu hồng đào. Rồi em có màu đỏ đô cho cả nhà mình nữa. Đỏ đô em còn được size 2, size 3 hả cả nhà. Bộ này 185.000 nha cả nhà ơi. Cái chị mua bộ này đi 185.000 mua xứng đáng luôn á cả nhà, nó rất là đẹp nha. Hàng cao cấp. Không giả váy lỡ em chưa có hàng chứ. Lên giúp em màu đỏ đô cả nhà. Đỏ đô em còn được size 1, ủa quên, em còn được size 2 với size 3 thôi ạ. Chúng em màu đỏ đô các chị. Màu hồng sen này đẹp mà ta. Mấy chị thấy nó chói hả? Màu hồng sen này nó đẹp hơn ở trên like á cả nhà. Trên like nó ra cái màu khác à. Màu đỏ đô này lên like cũng ra màu khác nữa nè. Do cái ánh sáng á, ánh sáng của đèn á. Rồi cả nhà chốt em bộ này nha. Bộ này cả nhà chốt giúp giùm em là màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Chốt em đỏ đô cả nhà. Đỏ đô em còn size 2 với size 3. Cái màu này rất là đẹp nè cả nhà. 185.000 giúp em. Hàng thiêu là em thiêu bông 3D cho các chị luôn ha. Bông lớp vậy nè đó. Giống như cái thiêu sẵn cho mấy chị vậy đó. Em không có màu xanh lá. Chị Thiên An. Bà Lai em không có màu xanh lá. Chị đỏ đô size số 3 cho chị Nguyễn Chính. Chị Thiên An coi cái like nào vậy chứ. Chị coi cái like nào mà mấy cái màu nãy giờ em không có chị. Vậy đẹp. Rồi em qua mẫu cho cả nhà mình luôn nha cả nhà. Em đang mặc quần giả váy nè chế. Em lên mặc bộ, em đang mặc bộ này là quần giả váy nè. Rồi em lên cho cả nhà mình thêm một mẫu quần giả váy bông ha. Em lên cho cả nhà mình quần giả váy bông dài cổ sơ mi. Bộ này hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn cả nhà ơi. Bộ này hôm nay em sale luôn nha. Bộ này bông nó đẹp mà sao em không biết sao bán nó chậm á. Bông nó rất là đẹp mà kiểu cũng đẹp nữa. Các chị không thích kiểu cổ sơ mi hay là sao? Mét 53 nặng 53 kg cho em xin vòng eo của chị Trang Hồ Quỳnh. Chị Trang Hồ Quỳnh hồi sáng hình như em có gọi chốt đơn cho chị mà chưa bắt máy là chị mua bên em hoài đó. Chị mặc size số mấy vừa? Số 3 là em còn được màu hồng sen á. Chị Nguyễn Chính là cái màu em mới vừa cởi ra đó chị. Chị Trang Hồ Quỳnh chị mua bên em hoài đó. Sao chị mặc size mấy vừa? Chị cứ chốt cái Trang cái size đó giùm em đi. Đơn hàng mấy bạn nhà em đang gọi chốt, từ từ tới nha chị Lam Kiều. Đây cái bộ cổ sơ mi nè các chị, cái bộ này rất là đẹp nè, mà sao em thấy mấy chị mua cái lô này chậm ghê á. Cổ sơ mi là cái cổ mà các chị tuổi nào các chị mặc cũng được hết á. Rất là đẹp, họa tiết nó cũng đẹp mà vải nó mặc nó mát nữa. Bộ này hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn nha. Sale cho hết lô luôn nè. Em sale cho cả nhà mình giá 100.000 một bộ luôn. Sao bằng cái kia luôn. Bất ngờ chưa? Hết rồi chị My Lương ơi. Hồng sen size số 3 em chốt cho chị Nguyễn Chính luôn. Mua giùm hả chế? Thôi đừng có mua giùm chế ơi. Cái chị nào mà chị lên chị chốt đơn hàng đó, chị kêu chị mua giùm đó, chị cho cái link Facebook của nhà em đi. Chị cho cái link Facebook nhà em á, rồi chị nói với chị là thôi lên tự lựa đi, đừng có mua giùm. Em khuyên một câu chân thành là đừng có mua giùm. Mua giùm về rồi xong người ta đổi ý, người ta không lấy, hoặc người ta nói người ta mặc không vừa, mất công mấy chị. Rồi bộ này hôm nay em sale cho cả nhà mình 100.000 một bộ luôn nha cả nhà ơi. Sale mẫu này.
Cái mẫu này là hôm trước em có nói với cái chị đó, chị nào mà không thích cái cổ sâu thì về cái chị đơm lại giúp giùm em ha. Mai lại giúp giùm em một hai cái mũi kim ở chỗ này nha. Còn chị nào mà thích cổ sâu sâu tí xíu cho nó sang á thì cái chị để nha. Rồi 100.000 một bộ, lên giúp giùm em bộ này là bộ caro xanh. Chốt em bộ caro xanh đi cả nhà. Bộ này em không có size 7. Bộ này em có tới size 6 thôi cả nhà. Chị nào mà muốn canh size lại á, thì cho em cân nặng kèm chiều cao em lấy size cho các chị mặc vừa nha. Còn chị nào biết size rồi thì các chị cứ chốt size bình thường. Chị thảy thảy xuống đi chị nha. Dạ. Mời đó, cho vô. Chờ em xíu nha cả nhà, chờ em xíu. Bộ em mặc cả nhà lên giúp giùm em là caro xanh, đẹp lắm cả nhà, cái vải rất là đẹp nha. Chị thảy xuống đi em coi phụ. Cái một. Chờ em xíu nha, em lấy size xuống hết rồi em rút cho mấy chị. 100.000 một bộ cả nhà. Size 4 hả chị? Này size 2. Size 2 còn có mấy bộ à? Size 4. Size 4. Size 5 còn có một bộ duy nhất luôn mấy chị yêu ơi. Size 5 em còn một bộ duy nhất là mã nhí ngọc nè, chị nào lấy lên giúp em mã nhí ngọc cả nha. Bộ này vải em bao mát cho cả nhà mình luôn rồi, nó rất là đẹp nha các chị. Bộ này em có chụp mẫu cho các chị nè. Rồi em còn size số 5 cho cả nhà mình nha. 65 70 kg. 65 70 71 kg cả nhà mặc vừa bộ này. Lên giúp em còn có một bộ duy nhất size số 5 hoặc 100.000. Lên giúp em là xanh nhí ngọc size số 5. Rồi em chốt đơn cho cả nhà mình nha. Caro em hết size 3 luôn. Caro em chỉ còn được có size số 2 không à cả nhà. 55 56 kg trở lại mặt dừa. Caro em chỉ còn duy nhất size số 2 cả nhà ơi, 55 56 kg trở lại mặt dừa. 100.000 một bộ cả nhà. Nhí ngọc size số 5 em chốt cho chị Tấn Phát luôn. Các chị qua giúp em bộ nhí vàng đi. Nhí vàng này em còn được size 1, size 2, size 3, size 4 nè và size 6. Chốt em bộ nhí vàng. Chốt em nhí vàng nha các chị đẹp, caro em hết rồi. Chốt em bộ nhí vàng đi cả nhà ơi, rất là đẹp. Một cổ sơ mi nè, nhí vàng. Em cho các chị xem cái hoa nè, đẹp chưa? Nhí vàng size số 3, em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Để em mặc bộ nhí vàng cho các chị xem ha. Caro này em còn duy nhất size số 2 à các chị. Dạ đúng rồi chị, bộ nhí vàng là bộ đó. Nhí vàng size số 4 cho chị Tấn Phát, nhí vàng size số 2 cho chị Hoa VT. Nhí vàng là em còn được 1, 2, 3, 4, 6 nha cả nhà, size 5 là em hết nha. Nhí vàng size số 3 em chốt cho chị Duyên Trần. Lên cân nặng chiều cao của chị đi chị Dương Ngân rồi em canh size cho chị. Nhí vàng size số 4 em chốt cho chị Hoa Đỗ. Em sale cho cả nhà mình 100.000 một bộ, cả nhà chốt em nha. Lên giúp em bộ này là bộ nhí vàng. Mặt nó tuột. Mặt nó bị tuột. Cái bộ nhí vàng này vải nó đẹp lắm cả nhà, coi giãn 4 chiều luôn nha. Nhí vàng 4, nhí vàng 4 chị Hoa Đỗ có rồi đúng không chị? Nhí vàng size số 1 em chốt cho chị Đào Hợi. 100.000 nha cả nhà ơi, em sale cho cả nhà mình còn có 100.000 bộ à, đẹp lắm cả nhà mua đi. Nhí vàng lên giúp em bộ nhí vàng. Em đang mặc bộ này là size 2 nè, 55 56 kg trở lại. Lên giúp em bộ nhí vàng cả nhà. Nhí vàng size 2 em chốt cho chị Lon Nguyễn. Nhí vàng 3 em chốt cho chị Dung. Chị Tuyền Ngọc
Ơi cái bộ đó em còn size số 2 không à, chị cân nặng chiều cao bao nhiêu? Bộ caro á. Chị nào chưa có số điện thoại vậy chị? Chị Lo Nguyễn ơi lên lại giúp em số điện thoại rồi cân nặng chiều cao luôn chị. Chị Lo Nguyễn lên lại giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại ha. Nhí vàng size 3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Huy. Caro size số 2 em chốt cho chị Đào Hợi. Ok chị. Lên giúp em bộ nhí vàng đi cả nhà. Rồi lên giúp em bộ này là bộ caro tím. Caro tím em còn 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6. Dạ. Dạ, nhí vàng 2 là bộ em đang mặc nè. Cho chị Lo Nguyễn. Chị Lo Nguyễn lên lại giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Chị Tuyền Ngọc 1m58, 53kg, eo 73 trở lại thì mặc size 1. Chị trên 73 thì mặc size 2 giúp em ha. Một mét sáu mươi lăm là chị mặc cái quần nó ngắn hơn em mặc á chị Trâm Nguyễn ơi. Em lấy cho chị là 1m65 mà nặng 74 kg hả? Là hồi nãy giờ chị chốt bên em size 6 không đúng không? Chị mua hàng bên em chị mặc size mấy vừa chốt y chang size đó giúp em luôn nha. Chị mặc size 5 hay là size 6 ạ? Này là size 5 em hết rồi. Chị có muốn lấy size 6 thì em lấy size 6 nha chị. Nhí vàng size số 4 em chốt cho chị Cúc Hồng. Nhí vàng size số 4 em chốt cho chị Thiên Anh. Ủa nhí vàng size 5 lộn. 68 kg em hết rồi chị Thiên Anh ơi, hết size số 5 rồi. Bộ này size số 5 em không còn bộ nào hết á. 68 kg là chị gọn người không? Gọn người thì mặc vừa size số 4. Còn không là không có hàng nha chị. Đơn của chị Thiên Anh để lại chị. Không có chị Hiếu Phúc. Caro tím size số 4 em chốt cho chị Mai Nguyễn. Caro tím size số 1 em chốt cho chị Đào Hợi. Caro tím size số 4 em chốt cho chị Ân Phượng. Nhí vàng 55 kg em hết chị Lê Mỹ ơi. Không, ở bên em gọi điện chốt đơn chị Trang Hồ Quỳnh ơi. Em thấy chị có đơn dồn gì nữa đó. Chiều bên em gọi lại ha. Bên em gọi được em mới đi đơn nha. Chị gọi không được em không đi đơn ạ. Nhí vàng 3 em chốt cho chị Trinh Đinh. Nhí vàng 3 cho chị Châu Lê. Caro tím size số 4 chị Mai Nguyễn có rồi chị. Đúng không? Chị Mai Nguyễn ơi bình luận một lần giúp em thôi chị. Caro size số 2 chị Tiền Ngọc lên giúp giùm em số điện thoại. Em thấy số điện thoại của chị Lo Nguyễn ok chị. Caro tím size số 4 cho chị Ngô Đậm. Caro tím em không có size số 3 chị Thúy Nguyễn. Caro tím em chỉ còn được size 1, size 4 và size 6 thôi cả nhà. Size 6 là tầm khoảng 72 kg, 71, 72 kg đến 77 kg trở lại cả nhà mặc vừa. Dạ em lấy cho chị size 6 nha chị Trâm Nguyễn. Em lấy cho chị một bộ nhí vàng 6 nha. Gì chị? Chị Châu Lê hết vàng 3 chị Châu Lê ơi. Cái bộ đó của ai chị? Bộ đó của ai không có số điện thoại vậy? Chị Tuyền Ngọc chưa có số điện thoại luôn. Cân nặng chiều cao kèm số điện thoại chưa có số điện thoại. Xanh ná em là cái gì vậy chứ ơi? Lên đúng mã đồ giúp em đi, em mới lấy đúng được. Tự nhiên mấy chị xanh ná em là cái gì vậy? Nhí vàng size 6 của chị Trâm Nguyễn. Chị Châu Lê không có nhí vàng 3 nha chị ơi. Cái số điện thoại hồi sáng em gọi nhỏ cho chị đó, chị gọi lại cho mấy bạn giùm em đi chị. Số 4243 cuối á, chị Trang Hồ Quỳnh gọi lại giúp giùm em đi. Em đang ở trên đây rồi, em đâu có gọi cho chị được. Gọi cho mấy bạn nha, dưới phòng chốt đơn đi mấy bạn gọi lại ha. Nhí vàng 6 chị. Bộ em đang mặc là caro cả nhà. Ở quên kẻ tím chứ, kẻ tím hoặc caro tím cũng được. Chung là nó liên quan đến chữ tím là ok ha. Em còn được size số 1. Chị hồi nãy có chị size 2 đó, sao nãy giờ em không thấy chị chốt vậy? Là của ai ta? Của chị Tiền Ngọc. Có đúng không? Một caro tím hay là một caro? Caro
Chị Tuyền Ngọc lấy bộ màu tím hay bộ màu xanh chị ơi? Của chị Trâm Nguyễn xả cái bộ nhí vàng 6 ra đi chị, đổi qua bộ màu tím chị, đổi qua bộ caro tím đi. Chị Tuyền Ngọc lấy bộ tím hay là bộ xanh ạ? À? Chị Nguyễn Thị Huy rút bill luôn chị. Chị Trâm Nguyễn bộ số 6 chị mới lấy đó. Với chị Nguyễn Thị Huy rút giúp em luôn. Nguyễn Thị Huy màu nhí vàng xe 3 hay gì? Rút bill luôn. Lên giúp em bộ này, bộ nhí xanh cả nha. Rất là đẹp luôn. Không chị gì nè, quên tiêu rồi. Của chị Châu Lê. Nè chị Châu Lê nhí vàng 3. Rồi vậy là chị Châu Lê có bộ nhí vàng 3 của chị Nguyễn Thị Huy là em xả nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí ngọc. Cái chị nhí ngọc. Một mét sáu 80 kg hả chị, chắc em sợ không vừa quá chứ ơi. Em hỏi sợ không vừa bộ này á. Màu á thì cái chị có thể vừa ha. Đó là bộ kẻ tím đó chị, của chị Trâm á. Nãy chị lấy chưa? Chưa, giờ mới có bill nè. Nãy cái bill kia rút rồi. Cái bộ kẻ tím đó là của ai vậy chị? Kẻ tím thì chị Ngô Đậm. Dạ, rồi, ok. Rồi. Bộ em đang mặc là bộ nhí ngọc cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Nhí ngọc em còn được size 1, size 2, size 3, size 4 và size 6 luôn ha. 1, 2, 3, 4, 6, bộ này là em hết size 5 nha cả nhà. 100.000 một bộ ạ. Trời, cái bộ này các chị sờ cái vải vô hả là cái chị ghiền luôn á mấy chị. Cái vải mặc rất là mát và nó mướt nữa. Chị nhận đồ rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Mục Quả Kim. Chị Thiên Anh ơi, chị không có nhí vàng 68 kg. Nhí ngọc size số 1 em chốt cho chị Đào Hợi. Nhí ngọc size số 4 cho chị Cẩm Vân. Bộ này em không có size 5. Có, chị Ngô Đậm có caro tím. Chị lấy bộ caro tím đúng không? Em chỉ có caro tím size 4 cho chị thôi nha. Size 5 em không có nha chị Ngô Đậm. Em chốt cho chị bộ caro tím size số 4. Còn caro xanh là không có 4. Nhí ngọc size số 4 em chốt cho chị Trần Thị Loan. Nhí xanh size số 6 em chốt cho chị Trâm Nguyễn. Ok chị Trâm Nguyễn. Em sale cho cả nhà mình 100.000 một bộ. Bộ này cả nhà chốt đi. Dạ, nhí ngọc, nhí xanh là một đó chị. Nhí ngọc size 3 cho chị Trinh Đình. Bộ cổ sơ mi này cái chị mặc đẹp lắm các chị. Ở trên cái cổ là em có viền cho các chị luôn nha. Có viền luôn á. Nhí ngọc size 3 em chốt cho chị Nhung Nguyễn. Nhí ngọc size 3 cho chị Duyên Úc. Caro xanh với nhí ngọc size số 2 em chốt cho chị Chi Nguyễn. Nhí ngọc size 3 em chốt cho chị Trang Hồ Quỳnh là em hết nhí ngọc 3.
xả cái bộ kẻ tím của chị Ngô Đậm ra đi chị. Hồi nãy em hỏi chị đó, xả ra đi chị. Nhí xanh size số 4 cho chị Ngô Đậm. Em hết rồi chị Nguyễn Nhiệm ơi. Em hết size 4 cho chị luôn rồi. Chị Thiên Anh ơi, 68kg là chị mặc size số 5 đó. Nhưng mà cái mẫu này là em không có còn bộ nào size 5 hết đó chị. Chú em bộ nhí ngọc cả nhà. Bộ nhí ngọc rất là đẹp nha. Nhí ngọc, nhí xanh gì cũng là em nó luôn nha. Cái chị có một bộ một á. Có một họa tiết. Đây đây cái bộ này mới đẹp nè. Cái chị không chốt bộ này là uổng lắm luôn á. Lên giúp em bộ họa tiết. Họa tiết em còn được size 1, size số 2, size số 3 và size 1, 2, 3, 4, 6. Lên giúp em mã họa tiết. Chị Cúc Hồng, em hết cái bộ xanh ngọc để em đổi cho chị rồi. Xuống dưới chị không lấy thì chị nói với bạn xã ra nha. Còn giờ là em không có còn để em đổi cho chị nha. Nhí vàng, nhí ngọc gì cũng đẹp hết trơn á cả nhà. Nó không có nổi đâu cả nhà, đừng có lo. Ở ngoài cái nhí vàng nó còn đẹp hơn. Cái nhí vàng đó là nó đi với vàng cam á. Cái chị mặc còn đẹp hơn là cái mã nhí ngọc nữa đó. Ở trên like cái chị nhìn nó là cái màu chầm chầm thì cái chị thấy nó vậy thôi, chứ ở ngoài nó rất là đẹp. Em sale còn có 100 ngàn, hà mua đi. Hàng giả váy là thường em không có nhiều để em sale cho mấy chị đâu. Hàng giả váy là cái lô này là em bán chậm đó. Em bán chậm em sale cho cả nhà mình đó. Do là hôm trước về là em thấy là cái tay giống như cái chị không có ưng cái tay ngắn ngắn vậy hay sao á. Cái chị nhà em là thích cái tay dài xuống vậy nè. Với cái lô này em về nhiều, cái lô này em về tới 400 bộ lận. Em nghe chị. Mã gì, mã gì? Họa tiết, mã họa tiết. Quả tiết bộ cổ sơ mi á đúng không? Rồi em lấy chị bộ C3 ha. Rồi cho cô Thanh bộ họa tiết C số 3 đi chị. Dạ 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 rồi. Xanh ngọc với bộ kẻ xanh là một bộ đó chị, là chung đó. Chung hai bộ á. Đúng không? Đúng rồi. Coi chị có lấy lộn sang không? Họa tiết xe số 1 em chốt cho chị Đào Hợi là em hết họa tiết 1. Ghê chưa, ghê chưa. Họa tiết xe số 3 cho chị Thu Thủy. Cho cô Thanh bộ này chị. Họa tiết 4 em chốt cho chị Trần Thị Loan. Yeah. Họa tiết em không có xe số 5 chị Tấn Phát. Họa tiết xe số 2 em chốt cho chị Quỳnh Hiếu. Xe số 2 là 55-56kg trở lại cả nhà mặt dừa. Họa tiết 4 em chốt cho chị Mai Nguyễn. Dạ ok chị Cúc Hồng. Chị Nguyễn Nhiệm lên giúp em số điện thoại. Chị Nguyễn Nhiệm ơi, em lấy cho chị một bộ họa tiết xe số 4. Rồi em hết họa tiết 4. Lên giúp em số điện thoại nha chị. Họa tiết 3 cho chị Châu Lê là em hết họa tiết 3. Rồi em còn 2 với 6 cả nhà ơi. Họa tiết em còn 2 với 6. Họa tiết em hết 4 luôn rồi chị Tấn Phát. Em hết luôn chị Hồ Nhi ơi. Họa tiết em còn đựng bộ size 2 cả nhà, 55-56kg. Mặc dừa vào size số 6 là 70-75kg. Cả nhà chốt em ha. Lên giúp em mã họa tiết. Chốt em mã họa tiết cả nhà, họa tiết. Rồi cái này em còn có hai bộ rồi cả nhà. Một bộ size 1 với lại là một bộ size số 4. Lên giúp giùm em mã cam. Họa tiết 3 em hết. Họa tiết 4 em chốt cho chị Loan Nguyễn. Rồi là em hết họa tiết 2 luôn. Size 4 chị. Chị Nguyễn Nhiệm lên giúp em số điện thoại nha chứ ơi. Xe số 4 là tầm khoảng 61-62kg đến 65-66kg mặc dừa chị.
Cam 1 em chốt cho chị Đào Hợi, cam 4 cho chị Mai Nguyễn rồi em hết luôn. Lân Nguyễn 898 cuối đó chị, là có số rồi đó mà tại cái hệ thống nó không có lên đó. Hồi nãy trong kia có. Cam 4 em hết rồi cả nhà ơi, cam 1 với cam 4 hết trong vòng 1 nút nha. Chị Nguyễn Diệm lên giúp em số điện thoại, không lên số điện thoại là em chốt qua cho khách khác nha chứ yêu ơi. Đây bộ nhí vàng, nhí vàng em còn được size 4 với size 6 cả nhà. Nhí vàng em còn được 4 với 6 nè, em sale cho cả nhà mình còn 100 ngàn một bộ nè. Bữa nay mấy chị size 6 của em đâu hết rồi. Em đang mặc bộ này là size 4 nha các chị đó. Họa tiết em hết size 2 rồi, em hết size của chị rồi chị ơi. Chị lên Mỹ. Hết rồi chị ơi. Ôi, cái bộ này nè mấy chị, chỉ có size 1 với size 2 là cái cổ nó hơi sâu tí xíu thôi. Còn 3, 4, 5, 6 hình như là em thấy cái cổ nó bình thường đó. Bây giờ em không phát hiện ra. Khi em phát hiện ra là em đã sale mất tiêu rồi. Chốt giúp em đi cả nhà ơi, bộ này đẹp nè. Nhí vàng size số 4 em chốt cho chị Trần Thị Loan. Em sale cho cả nhà mình 100 ngàn bộ nha. Họa tiết em hết rồi cả nhà ơi. Họa tiết em chỉ còn size 6 thôi, 70-75kg. Chị nào mà size 3, size 4, size 5, size 6 là cổ vừa luôn nha các chị cả nhà, chỉ có size 1 với size 2 thì cổ hơi sâu tí xíu thôi. Cổ sâu cái chị mặc nó sang. Nha. Không có ra được 2 4 6 8 10 cái này được chị. Dạ. Yeah. Bỏ cái đi đây. Nhí vàng size số 4 em chốt cho chị Cẩm Vân. Cơm cháy hình như em còn á chị Hà Trần. Nè nè. Bội mặt luôn hả? Dạ, bội mặt size 4 á. Còn bộ là hết luôn hả chị? Hết luôn rồi. Hết bộ. Tại dưới có đây chị thấy hết rồi, còn có. Rồi kẻ tím. Kẻ tím em còn được 1 2 4 cả nhà. Kẻ tím em còn được 1, 2, 4 nè, size 3 hết luôn rồi cả nhà ơi. Số 2 em chỉ còn được nhí xanh với lại là bộ kẻ tím nè chị. Bộ này size số 5 em hết trơn hàng rồi, số 3 hết luôn. Kẻ tím này em còn được size 1, size 2, size 4 và size 6. 1, 2, 4, 6 lên giúp em bộ kẻ tím cả nhà. Size 2 em còn được bộ size ha. Size 2 em còn được hai họa tiết nha, em còn được xanh ngọc, nhí ngọc quá cả nhà, nhí ngọc với kẻ tím. Size 1 em cũng còn được nhí ngọc với kẻ tím, size số 4 là em còn được kẻ tím, size số 6 là còn được nhí ngọc, nhí vàng, kẻ tím với lại là bộ họa tiết luôn. Kẻ tím size số 2 em chốt cho chị Bích Phượng là em hết. 100 ngàn em sale cho cả nhà mình còn 100 ngàn bộ. Ống rộng dài em còn size 4 nha chị Ngọc Hương. Kẻ tím size số 2 em chốt cho chị. Lộn. Sorry chị Thí Nguyễn. Hết trơn rồi chứ ơi. Hết trơn rồi. Chị Bích Phượng là em hết rồi ha. Chị Thí Nguyễn không có bộ tím nha. Em còn bộ nhí ngọc. Chị Thí Nguyễn ơi em còn bộ nhí ngọc. Chị Thí Nguyễn. Bữa nay nó cứ bị dập, bị stop hoài mấy chị ơi. Lên giúp em bộ này đi cả nhà. Bộ này em còn bộ nhí ngọc này chị. Nhí ngọc em còn được bộ size 2 với bộ size 6 với bộ size 1 nữa. Kẻ tím em hết rồi. Mặt ngọc cho các chị xem ha. Chị Thí Nguyễn không có tím 2 nha chứ ơi. Xuống đòi mấy bạn không biết đường. Xuống đòi mấy bạn không biết đường mấy bạn trả. Làm nó lên nó trừ lương em. Trừ lương luôn. Kẻ tím 4 em chốt cho chị Trang Hồ Quỳnh. Chị Hà Trần. Lấy chị một túi có ớt. Ok chứ đẹp.
Đây bộ ngọc nè chị, nhí ngọc em còn được 126 luôn nè. Nhí ngọc em còn được 126. Chị Hà Trần ơi, lên lại giúp em số điện thoại chị Hà Trần. Nay chị xài nick mới hả? Bữa nay xài nick mới hả chị đẹp? Cái avatar của chị là em nhìn quen đó mà không có số điện thoại nè. Cho em lại số điện thoại nha, để mấy bạn nhà em tra địa chỉ á. Rồi lên giúp em bộ ngọc đi cả nhà, nhí ngọc. Nhí ngọc em còn được size 1, size 2 và size 6. Cả nhà chốt em nha nhí ngọc. Rồi hết nha các chị yêu ơi. Em qua bộ khác cho cả nhà mình nha. Nhí ngọc size số 6 em chốt cho chị Hương. Rồi em cảm ơn chị Hà Trần. Chị Hương ơi, chị Hương cho em cân nặng chiều cao đi chị Hương ơi. Chị Hương cho em cân nặng chiều cao ạ. Dạ. Em không biết gì hết nha. Em lên cho cả nhà mình thêm một bộ này nữa nha, cả nhà bộ tay dài. À, lên bộ này đi, bộ này em còn có mấy bộ à. Ủng hộ luôn ha, ủng hộ luôn. Em lên cho cả nhà này, bộ bà Lai nha cả nhà. Nhí ngọc size số 6 em chốt cho chị Trương Ngà. Số 4 em còn được bộ kẻ tím không à chị Ngọc Hương ơi. Bộ ống rộng đó tối hôm qua em có like rồi nha chị ơi, bữa nay em chưa có like lại cái bộ đó nha. Chị Hương 1m62 70kg là chị mặc size số 6, là chị mặc hơi rộng á chị, mặc hơi thoải mái đó. Chị Trương Ngà, chị Trương Ngà cân nặng chiều cao bao nhiêu chị Trương Ngà ơi? 1m55 nặng 53kg mặc size số 2, đúng rồi chị Bích Phượng. Chị Trương Ngà cho em lại cái cân nặng chiều cao. Chị Hương ơi, bộ 1m62 70kg là chị mặc hơi thoải mái đó. Giờ nhấn ben vô giùm em được không chị? Tại cái lô đó em hết size số 5 rồi. Rồi em lên cho cả nhà mình bộ bà Lai bông nha. Bà Lai bông em còn được có mấy bộ à? Chứ còn được 15 bộ. 125.000 bộ giúp em luôn. 125.000 một bộ giúp em luôn cả nhà. Rất là đẹp nha. Còn bộ beo, bộ beo em còn, em mặc bộ beo. Beo em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Mẹ chị mặc vừa ha. À chị mua cho mẹ chị thì ok. Bộ đó là quần giả váy đó chị Bích Phượng. Cái bộ em mới vừa like cổ sơ mi là quần giả váy dài đó chị. Tối nay 6 giờ hoặc 6 rưỡi em like nha cả nhà. Tối nay em sẽ lên lại cho cả nhà cái mẫu quần giả váy mới hồi tối hôm qua. Em để cho các bạn nhà em gọi điện chốt đơn xong hết chiều nay em gom lại cho cái chị, để tối nay em lên lại một like nữa cho cái chị nha. Tại hồi tối em like là nó hết trơn rồi cả nhà ơi, còn được lẻ lẻ có mấy bộ à. Xe số 4 nha chị Ngọc Hương. Không, màu hồng em còn có một bộ xe 2 à. Màu hồng em xả ra được có một bộ size 2 à các chị. Rồi chốt em bộ beo nha cả nhà. Bộ này bộ bà Lai màu nha. Ủa quên, bà Lai bông nha cả nhà. 125.000 bộ giúp em luôn. Bộ này nó giống như cái bộ bà Lai màu hồi nãy vậy đó. À, bộ này là em cũng không có xẻ hai bên luôn nha. Chỉ có xẻ ở phía trước thôi ạ. À. Rồi cả nhà chốt em bộ này bộ beo cả nhà. Mỗi lần em mặc bộ này chị đẹp cười là sao. Beo nha cả nhà. Beo em còn được size 2. Size 2 là 55kg, size 3 là 60kg, size 4 là 65kg và size số 5 là 70kg và size 6 là 75kg. Cả nhà mặc vừa nha. Hồng em còn hồng 2 không à cả nhà ơi. Chị Thúy mặc size 3, không có 3. Hồng 2 chị Thúy Nguyễn hoặc không có vừa. Chị Thúy Nguyễn là 1m55 và 57kg là bộ này phải mặc size số 3 nha. Chị mặc size 2 không có vừa.
Nếu mà eo của chị 77 trở lại thì chị chốt 77 78 gọn gọn người thì chốt size 2 ok không? Còn không thì lên size 3 giúp em nha. Chị Bích Vượng ơi, quần giả váy thì tối lên coi thêm giúp em đi chị. Còn bây giờ là em chưa có like cái mẫu đó nữa nha. Mẫu đó là em hẹn cái chị tối, là tối em mới like. Còn chị muốn coi thêm thì tối chị lên chị coi ha. Rồi chiều nay mấy bạn nhà em có gọi chốt đơn kịp cho chị thì mấy bạn gọi chốt. Còn không thì có gọi á, thì chị nói mấy bạn dòm chị mua thêm rồi sáng mai gọi chốt. Chứ giờ là không có lên cái mẫu đó nha chị. Rồi chốt em bộ beo đi cả nhà. Em đang mặc là bộ beo nha. Size số 3 em hết rồi chị nào. Size số 2 được đúng không chị Thúy Nguyễn? Rồi, dạ, rồi ok chị. Rồi nhí về mã hồng size số 2 cho chị Thúy Nguyễn. Có gì nhả ben ra giùm em nha chị. Bộ này 125.000 cả nhà ơi, chốt em bộ beo. Beo em đang mặc là còn 2 3 4 5 6. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ vàng nâu. Vàng nâu em chỉ còn có size số 2 thôi, 50 đến 55 kg. Eo 75 76. Eo 75 76 tối đa là 77 trở lại cả nhà mặc vừa lên giúp giùm em. Bộ beo size số 2. Em chốt cho chị Hoa Tống Thị Như. Các chị có đơn hàng để ý điện thoại giúp em nha. Cái bộ này ở ngoài nó bình thường thôi các chị. Tại em mặc ở trên live thì nhiều khi em ngồi ngay cái đèn mới chỉ thấy nó sáng vậy thôi. Chứ bộ beo này ở ngoài bình thường thôi ha. Áo bà ba màu vàng còn size số 5 không? Còn chứ ơi. Trả lời đại đó, không biết còn không nữa, để coi coi. Chết. Liều mạng chưa? Ôi size số 5 hết trơn rồi chứ đẹp ơi. Còn được cái màu vàng. Chị đẹp có lấy không? Em lấy cho cái áo màu 60 ngàn á. Còn được một cái. Beo size số 2 em chốt cho chị Hoa Tống Thị Như là em hết beo 2 nè. Hồng Nhạc xe số 3 là chị Duyên Trần lấy bộ rộng dài á hả chị đẹp? Phải không? Bộ rộng dài 130 đúng không chị? Beo xe số 4 cho chị Hoàng Anh là em hết beo 4. Số 4 còn có 1 bộ à. Beo 65kg hết rồi chị Tâm Chương ơi. Beo em chị lấy lên xe 5 được không? Xe 5 chị mặc... chắc thoải mái hơn tí xíu thôi chứ không có rộng nhiều đâu. Mẫu vàng trước em mặc là hết size số 3 rồi chị. Dạ ok chị Duyên Trần, em chốt cho chị Duyên Trần một bộ hồng nhạt rộng dài ha. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em là mã vàng nâu đi cả nhà. Vàng nâu em còn duy nhất size số 2, 2 bộ. Rồi em chốt cho chị đẹp một bộ hồng nhạt size số 3. Ồ, chị Loan ơi em hết màu trắng rồi. Size số 5 là em còn được màu đỏ, màu vàng, màu cà phê sữa đậm, màu xanh mực, màu vàng bò, màu hồng ruốc với màu nâu đất. Hết màu trắng rồi chứ đẹp. Em chốt cho chị Long một cái màu vàng ha. Chị Tâm Chương, em chốt chị Tâm Chương bộ beo này size số 5 nha. Beo 5 em chốt cho chị Cẩm Lê. Xe số 5 là 65-70kg, eo tầm khoảng 90-92 trở lại mặc vừa, các chị đẹp nha. Em đang mặc là vàng nâu cả nhà ơi, vàng nâu. Vàng nâu em còn xe số 2 không à, 55kg trở lại. Cả nhà chốt em nha, bộ này là bộ vàng nâu. Chị Thúy Nguyễn ơi, có
cân nặng chiều cao của chị là bộ này là em chốt cho chị size số 3 nha. Tại bộ này là hàng bông là nó co giãn ít hơn cái hàng màu nha chị, form nó gọn hơn đó, nên là chị cân nhắc giúp em coi chị mặc size số mấy nha. Dạ ok chị Lon. Rồi, lên giúp em bộ này là bộ nhí, nhí xanh em còn được size 2 với size 5 nè cả nhà, đẹp lắm luôn á. Cái nhí này đẹp lắm. Nhí xanh em còn được size 2 với size 5, cả nhà chốt giúp em nhí xanh. Bộ này cô này trung niên tí xíu nha, tầm khoảng U50 mấy trở lên mặc. Rất là đẹp luôn. Bộ này chị nào trẻ trẻ thì đừng chốt. Khoảng U5 mấy trở lên là mặc bộ này là siêu đẹp. Bộ này em còn được size 2 với size 5 cả nhà. Size 2 với size 5 cả nhà chốt giúp em nha. Đẹp quá. Rồi cái vải nó đã dữ lắm luôn á cả nhà. Em đang nhờ chị Tư em. Cái lô vải mới về sáng em mới đăng lên đó. Đang nhờ chị Tư em ra thêm cho em lô nữa. Bà lai bông, cái chị dễ mặc. Bà lai bông với lại áo bà ba bông rồi đó là cái chị dễ mặc lắm. Tại vì tuổi nào cái chị mặc bông cũng được hết á. Cái đó 57kg là chị vẫn mặc size 3 luôn nha chị Thúy Nguyễn. Chị lấy cái áo màu hả? Áo bà ba lẻ hả chị? Phải không? Chị Thúy Nguyễn. Chị lấy áo thì chị ghi giúp giùm em là áo vàng rồi số 3 ở phía sau để em biết em chốt cho. Đừng chốt đang mặc chị Mai Trương. Chị Mai Trương lên giúp giùm em là nhí xanh đi, đừng chốt đang mặc. Chốt đang mặc lỡ đơn hàng nó lộn hay nó này kia em không biết đường em kiểm tra đơn. Đừng chốt bộ đang mặc, cái chị lên đúng cái mã hàng giúp em ha. Rồi cuối cùng là bộ bi tím. Bi tím em cũng còn được size 2 với size 5 cho cả nhà mình luôn. Em đang mặc là nhí xanh. Bộ này là bộ bi tím cả nhà. Bi tím em còn được size 2 với size 5 luôn các chị. 65kg em hết rồi chơi. 65kg mình cao bao nhiêu chị Nga Tiết? Eo 86, 87 trở lại thì mặc size 4. Còn trên 87 thì lên size 5 giúp em nha. Rồi lên giúp em bộ này cả nhà ơi. Bi tím đẹp quá đẹp luôn. Bộ màu vàng là bộ màu nào chị? Em không có nguyên bộ vàng. Chị Thúy Nguyễn. Cái đó là cái áo không hả chị? Không có cái quần. Quần là mặc với quần đen nha. Chị Thanh Diệp ơi, chị đặt được trực tiếp ở trên live thì chị đặt ở trên live giúp giùm em ha. Chị đặt ở trên live cho nó nhanh chị. Vài bữa chắc em không có nhận hàng qua, em không có nhận hàng qua bên Zalo nữa mấy chị ơi, không có thời gian để soạn hàng luôn á. Cái chị gửi những cái like nào mà ta nói cách đây cả chừng một tháng, có chị gửi chừng một năm, hai năm trước luôn á. Mấy chị coi cái like ở trên YouTube là những cái like người ta phát lại thôi. Cái đường link đó người ta lấy người ta phát lại để mà tạo cái lượt xem của cái trang á. Tại vì cái trang mới nên là người ta lấy cái đường link. Ví dụ như ở trên trang của em có cái like nào là người ta sẽ copy qua. Thấy không? Anh em ổng sẽ copy qua. Cái chị chốt được ở trên trực tiếp trên livestream thì cái chị chốt giùm em. Đừng có chốt qua tin nhắn, em không có nhận hàng qua tin nhắn, chị hạn chế tối đa luôn nha. Trừ trường hợp kẹt dữ lắm luôn, những cô mà không có Facebook, cô những cô lớn tuổi rồi này kia. Nhưng mà cũng phải chụp hình gửi qua cho em mà soạn hàng cực kỳ lâu luôn. Cái chị cứ tưởng tượng đi, một cái hàng đâu phải là em bung ra hết trơn đâu. Cái chị gửi qua nhiều khi nó mà cả một mấy trăm cái họa tiết vậy đó, cái chị gửi qua cho em rồi hàng em chất đóng đóng lên vậy nè. Rồi giờ mấy chị muốn mua hàng em phải moi ra, nó nằm ở phía ngoài thì còn đỡ, nó nằm sát ở trong góc rồi sao moi ra. Mà moi ra là chưa chắc gì mấy chị chịu nữa. Nhiều khi không có đúng sai nữa. Đó là bán một cái đơn hàng mà qua tin nhắn rất là lâu, nên là em hạn chế dữ lắm nha, hạn chế tối đa luôn. Chị nào chốt được trên livestream thì chốt giùm em cảm ơn. Nhí xanh với bi tím size số 5. Em chốt cho chị Mai Trương. Chị Mai Trương chị chốt trước rồi chị Hồ Nhi ơi. Chị Hồ Nhi chốt sao rồi?
Chị Mai Trương nãy giờ chị chốt bộ em đang mặc á, em không có chịu chốt cho chị nên nhờ chị lên lại cái mã đồ nên là chị chốt trước chị rồi ha. Size số 5 bây giờ em chỉ còn bộ beo thôi cả nhà. 1m67 eo 84 là mặc size số 4 chị Nga Tiết. Bà Lai em đang mặc là 125.000 bộ. Chị xem không được á thì em cũng bó tay nha chị ơi. Chị xem không được á thì chị coi lại like rồi chị cũng chụp hình chị gửi qua giùm em, nhưng mà chụp hình là hên xui nha. Chụp hình là hên xui em chốt nha mấy chị. Còn cái nào mà khó quá là em không có chốt luôn á, em xin phép là em không chốt luôn. Tại vì không có soạn hàng nổi đâu mấy chị đẹp nha em ơi. Cái chị thấy em like ở trên đây nè. Em like là em còn phải dọn dẹp rồi em còn phải xử lý đơn nữa chứ đâu em like là xong hết đâu. Mà nhân sự của em thì ít lắm, không có nhiều nha. Em không có thích thuê nhiều người. Gọn gọn thôi mấy chị, dễ làm nha. Em kiểm soát đơn rồi cho mấy chị cũng kỹ. Ê, mấy chị đẹp nhà em thông cảm nha, hạn chế tối đa chốt qua điện thoại hoặc qua tin nhắn. Chị nào chốt like được thì chốt giúp em. Rồi size số 3 cả nhà, em còn được xanh ngọc với em còn được mã beo. Chị nào lấy lên giúp em ha, xanh ngọc với beo. Mấy chị đặt qua tin nhắn cho em nhiều lắm, nhiều khi em nhìn cái mẫu cái bông đó em còn không biết cái mẫu đó em like hồi cái like nào nữa. Không biết like hồi nào, không biết cái mẫu đó mình có bán, thấy cái mặt em mới biết là em đó. Chứ thấy cái bộ đồ không, không biết phải shop mình bán không đó. Chị thun đâu chị? Em hết rồi chị Phạm Hà ơi, chờ lô mới giúp em nha các chị đẹp. Các chị đẹp thích bộ bà Lai này, các chị chờ lô mới giúp em nha. Em đang về vải, em đang lên thêm một lô nữa cho cả nhà đó. Lô sau bông đẹp lắm. Bông lô này bông nó đã ok rồi, lô sau bông còn đẹp dữ nữa. Hiện tại là cái mẫu này em chỉ còn beo thôi cả nhà. Size số 2 là em còn được 4 họa tiết nha, size số 2 là em còn ủa. Size số 2 em còn được 3 họa tiết, em còn được bi tím, nhí xanh với lại là vàng nâu. Size số 3 là em còn được xanh ngọc với beo. Size số 4 là em hết. Size số 5 là em còn được 2 bộ beo. Rồi size số 6 là em còn được 1 bộ beo. Có chị nào bữa nay nhận được bộ beo này chưa? Rất là đẹp luôn cả nhà. Tối nay là tầm khoảng 6 giờ nha chị, 6 giờ hoặc 6 rưỡi tối nay em sẽ like lại cái mẫu quần giả váy dài cho cả nhà mình. Bây giờ em lên cho cả nhà lại cái mẫu ống rộng đi ha, mẫu ống rộng dài cả nhà ok không? À em lên cho cả nhà mình bộ ống nhỏ này đi, bộ ống nhỏ này bữa giờ em chưa lên nè. Này hôm bữa bán nhiêu chứ nhớ không? 130 à? 130. Cái kia là 115, cái này 130. Đúng chưa? Beo 3 em chốt cho chị Hoa Trân. Ok chị Hoa Trân. Beo size số 5 em chốt cho chị Thiên Anh. Bộ này đẹp nè cả nhà, em mặc size 2 là nó hơi rộng so với em nè. Nhưng mà bộ này đẹp. Bước qua giống như đi tập yoga vậy đó. Giống như đi tập yoga vậy đó, bước sải chân ra. Dạ size số 4 chị Phạm Hà ơi, nhưng mà cái bộ bà Lai là em hết size 4 rồi.
Em lên cho cả nhà mình cái bộ này nha cả nhà. Bộ này là chất vải hàng cao cấp giúp em nha. Chất vải hàng cao cấp nhưng mà em bán giá tặng cho cả nhà mình giá 130.000 thôi. Cái hàng này là hàng thun của Hàn Quốc nha cả nhà, thun Hàn Quốc. Chất rất là đẹp luôn. Chị nào mà thích vải dày dặn nè, co giãn tốt, thấm hút mồ hôi mà mặc nhẹ mát là cái chị chốt cái chất liệu vải này giúp em. Cái bộ này là đồ kiểu quần ống đứng nha cả nhà. Bộ này là quần ống đứng giúp em nha, 130.000. Beo rất là đẹp em ơi. Em cảm ơn chị Hiếu Phúc rất là nhiều. Không, chị Ngọc Đức là mua về mặc á. Chị Ngọc Đức là mặc bà ba không à, mặc bà ba đẹp lắm. Bà ba với bà Lai. Với chỉ mua cho mẹ nữa chị, mua cho mẹ với mua cho chị nữa. Rồi bộ này em bán cho cả nhà mình nha. Bộ này là chất vải là siêu đẹp luôn nha cả nhà. Chất vải này cái chị mua bình thường ở ngoài nó cũng trăm mấy ký đó cả nhà, 130, 140 á. Dạ. Sáng bé Thủy nó bật, chắc nó bật lộn nút quá chị. Trăm ba mươi ngàn nha cả nhà. Chị nào mà thích chất vải dày dặn nha, dày dặn mặc nhưng mà mặc vẫn mát, thấm hút mồ hôi, chất vải, chất liệu vải co giãn tốt là cái chị chốt bộ này giúp em. Bộ này em bán giá tặng cho cả nhà mình. Bộ này đúng giá là em bán cho cái chị là giá tầm khoảng 145 hoặc 150 á. Rồi ở đây em có xẻ nhẹ cho các chị tí xíu nha, kiểu rất là đẹp luôn. Cổ là nó, em may cổ kiểu như thế này. Rồi 130.000, em nhớ 135 hay sao chứ. Lỡ là 130 luôn cũng được. Quần ống đứng giúp em nha cả nhà, rất là đẹp. Em đang mặc bộ này là cả nhà chốt em bộ bi hồng. Bi hồng size số 2 em chốt cho chị Tiền Quỳnh. Ok chị Tiền Quỳnh, các chị nên chốt bộ này đi, bộ này đẹp dữ lắm, mặc rất là thoải mái luôn. Các chị mặc nguyên một ngày, cái chất liệu vải này nó cũng không có làm cho các chị khó chịu nữa nha, rất là đẹp. Rồi em có 3 màu bi cho cả nhà nha. Em có bi hồng, em có bi đỏ, em có bộ bi đỏ nữa nè, bộ bi đỏ. Chị lùa cái này qua bên kia cho em thấy cái này xuống trời. Qua tới cái này rồi. Bữa nay là tranh thủ lên mẫu cho mấy chị. Này size 5. Này size 3. Này size 3 nè. Chờ em xíu mấy chị. Này size 1 nè. Này size 6. Size 6. Này 4. Này 2. Rồi ok. Bi hồng size số 2 cho chị Tiền Quỳnh nè. Chị cho chị cái viết nè. Bi hồng size số 2 em chốt cho chị Tiền Quỳnh. Bi hồng size số 3 có đó chị Thanh Lê ơi. Bi hồng size số 3 em còn bộ á chị. Bi đỏ size số 2 em chốt cho chị Tiền Quỳnh luôn. 130. Chị nói là đi 130 đi chị. Bi hồng size số 6 em chốt cho chị Lê Hồng. Bi hồng size số 4. Ok, bi hồng size số 4 em chốt cho chị Trần Thị Loan.
130.000 cả nhà ơi, nó rất là đẹp luôn. Rồi em có bộ bi xanh cho các chị luôn nha. Chị nào thích bi xanh thì lên bi xanh. Chớ em bộ này là bộ bi xanh cả nhà, bi xanh. Bộ này size số 1 là em hết. Còn được có 1 bộ, 2 bộ gì, chủ yếu là nó còn từ size 2 trở lên. Ok, chị Thanh Lê, em chốt cho chị Thanh Lê một bộ bi hồng size số 3. Còn một bộ cho chế đẹp luôn đó, là hết bi hồng 3 luôn đó. Rồi em hết bi hồng 3 luôn ha. Bi xanh đi cả nhà. Ba cái bi này bi nào cũng đẹp hết á. Bi nào cũng đẹp xuất sắc. Chốt em bi xanh. Em có bi xanh, bi đỏ và bi hồng. Ôi cái vải nó đẹp cả nhà ơi, vải xuất sắc luôn á. Vải sờ vô là tao nói nó sướng. Size số 5. Size số 5 em hết bi xanh là chế đẹp. Size số 5 em còn bi đỏ với bi hồng à. Size số 5 em còn có con cọc này nè. Em còn được mã bông hồng, mã bi đỏ, mã bi hồng với bộ này là bộ bông vàng. Rồi tiếp tục cho cả nhà mình ha. Bộ này cả nhà chốt em bộ lập thể hồng. Chốt em bộ lập thể hồng cả nhà. Lập thể hồng. Bi xanh hả? Bi xanh size 3. Còn bộ luôn chứ ơi. Như là còn bộ luôn. Ok. Chị Thanh Lê, bi xanh 3 cho chị Thanh Lê một bộ luôn, là em hết bi xanh 3 luôn. Bi hồng size số 4, 65kg dừa chị Loan. Bi đỏ size số 4, em hết bi đỏ 4 rồi. Em còn bi hồng với bi xanh size số 4, chị bi đỏ hết 4. Bi hồng size số 4 em chốt cho chị Yến Ly Quỳnh. Bi đỏ em hết 4 rồi, size 4 em còn bi hồng với bi xanh nha. Rồi cầm cái bộ đồ, cả nhà nó nặng á. Giải đẹp lắm. Rồi cả nhà lên giúp em bộ này là bộ bông hồng. Em có bi hồng với bông hồng nha cả nhà. Cả nhà lên kỹ giúp em nha. Bộ này là bộ bông nè, bông hồng. Hồi nãy là lập thể hồng, còn cái này là bông hồng. Em đang mặc là bi hồng. Nó tới ba cái hồng lận mấy chị. Rồi lên giúp em bộ bông hồng. Bông vàng. Chốt em bộ này là bộ bông vàng cả nhà, bông vàng. 130.000 cả nhà chốt giúp em nha, bông vàng. Rồi chốt em bộ này là bộ xanh ngọc. Xanh ngọc này cũng đẹp nữa nè các chị. Chốt em bộ này là xanh ngọc. Chốt em xanh ngọc cả nhà ơi, xanh ngọc. Chốt em bộ này là bộ tím nâu. Chốt em tím nâu nha các chị yêu ơi. Tím nâu em còn được size 1, size 2. Còn size 3 không ta? Hết 3 rồi. Tím nâu em còn được có size 1 với size 2 với size 6 rồi các chị. 1, 2, 6 rồi. Bi hồng size số 4 em chốt cho chị Hoa Đỗ. Xanh ngọc size số 4, xanh ngọc size số 4 còn một bộ luôn, em chốt cho chị Trần Thị Loan. Rồi lên giúp em bộ này là bộ tím nâu cả nhà ơi, tím nâu. Chốt em tím nâu nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ lập thể riêu cả nhà. Chốt em bộ lập thể riêu nha. Lập thể riêu này sao nó không có size ta? Lập thể riêu này em còn được size 1. Em còn được size 1, size 3. Lập thể riêu này em còn được bộ 1 với bộ 3 hả cả nhà. Chốt em lập thể riêu. Xanh ngọc có size 4 mà hết rồi. Chị Tâm Trương mới vừa chốt cho chị khách là em hết rồi. Đây bộ lập thể hồng nè chị. Dạ. Bi xanh size số 4.
Ok, chị Bùi Hồng Sen. 66kg cao 1m56 trở lên ha chị, làm thích mặt ôm thì chị lấy size số 4 là bi hồng. Em chốt chị bi hồng size số 4, bi xanh size số 4 cho chị Mai Trương luôn. Bộ em mặc là lập thể hồng cả nhà. Cả nhà chốt em bộ em đang mặc là lập thể hồng, rất là đẹp luôn. Chốt em lập thể hồng nè chị, đây có nè. Em để ngay đó tối giờ luôn. Lên giúp em bộ này là bộ lập thể hồng cả nhà, rất là đẹp ạ. À, lập thể hồng. Lập thể riêu. Lập thể riêu em còn được một bộ size số 1 với một bộ size 3. Chị Yến Ly Quỳnh, đơn của chị Yến Ly Quỳnh chốt hồi nào chị? Chung một like thì tự động em sẽ dồn cho các chị, còn khác like thì các chị nhớ nhắc mấy bạn chốt đơn nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này bộ lập thể riêu cả nhà. Lập thể riêu em còn được bộ size 1 với bộ size 3, cả nhà chốt em bộ lập thể riêu ha. Lập thể riêu 130.000 cả nhà mua đi, đừng có tiếc bộ này, bộ này mặc nó đã dữ lắm. Giá xịn mà em bán cho cái chị giá này, là lô này là bán giá tặng luôn đó. Kiểu ống nhỏ em ít lắm cả nhà, kiểu ống nhỏ là em không có nhiều. Lên giúp em bộ này bộ xanh ngọc. Chốt em mã này mã xanh ngọc các chị, xanh ngọc. Đẹp quá. Chốt em mã xanh ngọc nha, 60kg thì mặc size 3 bình thường chị La Huệ. Chốt em mã xanh ngọc các chị, xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được size 1, size 2 với size 6. Rồi chốt em bộ này bộ bông vàng. Chốt em bộ bông vàng cả các chị, bông vàng ạ. 130.000 bộ nha cả nhà, chất thun Hàn Quốc, thun nhập Hàn Quốc á, rất là đẹp. Lên giúp em bộ này. Bông vàng. Bộ riêu hả chị, lập thể riêu em còn bộ size 3 đó chị La Huệ nha. 60kg chị cao bao nhiêu ạ? Lên với em bộ bông hồng. Ừ, cái vải đó đẹp hả chị ha. Vải đó đã. Khỏi ngồi máy lạnh luôn, mắt lạnh luôn. Lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi, bộ bông hồng. Ok chị La Huệ. Không, em không có hàng chính tất chị. Một là dài, hai là lỡ đây ha. Chị dặn mấy bạn chốt đơn giúp em nha chị Yến Ly Quỳnh ơi, em không có nhớ đơn của chị á, nên là có gì thì nói mấy bạn chốt đơn giùm em. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bông hồng các chị, bộ bông hồng. Bộ mango phối bo rip, ngày mai em lên cho cả nhà nha. Mai thứ bảy em sẽ lên cho cả nhà mình bộ thiết kế mango phối bo rip, em mới về thêm được 100+ bộ nữa. Rất là đẹp.
trưa ngày mai lên cả nhà. Đã nhận hết đồ shop ơi, ok. Em cảm ơn chị Lê Hằng. Chị La Huệ, em chốt cho chị La Huệ một bộ lập thể riêu nha chị. Lập thể riêu size số 3 em chốt cho chị nha. Chưa ngày mai vô coi nha chị Kim Thế Phan ơi, chưa mai em sẽ like bộ body rip đó chị, bộ body rip phối mango á. Hàng thiết kế. Lên luôn bộ thiết kế cho cái chị luôn, bộ thiết kế 140, hôm bữa chị nào chưa mua được thì chưa mai em lên lại. Rồi bộ này bộ bi xanh cả nhà. Nãy bi hồng, em mặc bi hồng rồi ha, bộ này bộ bi xanh giúp em. Cái vải nó đẹp quá cả nhà ơi, cái vải cái chị sờ vô là chỉ có ghiền thôi. Rồi lên giúp em bộ này cả nhà ơi, bộ bi xanh. Cả nhà chốt em bộ bi xanh nha. Like nãy giờ không có bắt máy đâu, có nhiều cuộc gọi nhỡ đâu, 20 cuộc. Đồ ống rộng hả chị? Đồ ống rộng em có nha, đồ ống rộng em có, rộng dài. Chốt em bộ tím nâu cả nhà ơi. Tím nâu em còn được size 1, size 2 với size 6. Trăm 30.000 bộ này. Bộ này em ra sỉ cho cái chị không là cũng ra giá xuất xưởng luôn là nó cũng tầm khoảng 100 gần 120.000 một bộ rồi cả nhà. Gần 120, hôm trước em bán là cho cái chị là 145 250 gì. Rồi sale còn có 130 cả nhà mua đi. Vải này nó mắc, vải này mua 100 mấy chục ngàn một ký á, 135 140 gì. Bi xanh size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Thị Phương. Bộ em mặc là mã tím nâu cả nhà. Chị Phương lên lại giúp em số điện thoại. Có 9 số hả chết. Chị Phương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Dạ bộ đó 135, 125 vẫn giá cũ. Rộng màu hồi nãy em lên rồi nha chị Hiếu Phúc nha. Hết trơn size số 1 rồi, không có còn size số 1 chị. Rồi em kết thúc cái like này ở đây nha cả nhà. Rồi em còn bộ bi đỏ cho cả nhà luôn ạ. Đơn này chiều mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho cả nhà mình nha. Gọi điện chốt đơn được em mới đi đơn, còn đơn gọi chốt không được là không có đi đơn nha cả nhà ơi. Em hẹn cả nhà mình tối nay nha, tối nay em sẽ like lại cái mẫu giả váy dài. Giả váy bông dài em còn số lượng ít à. Rồi lên giúp em bộ này cả nhà ơi, bộ này bộ bi đỏ. Rồi kết thúc cái like ở đây ha các chị. 1m56 mà nặng 50kg là chị mặc size số 1 là vừa đó chị Phương Nguyễn. Còn chị mặc size số 2 là mặc giống giống em mặc vậy nè. Mặc thoải mái hơn xíu đó, chị thích ôm thì giờ chị nhấn band vô giùm em nha. Eo em là tầm khoảng 65 đó. Được không chị? Ok, ok thì em chốt. Tại vì cái bộ bi xanh đó em không có còn size số 1. Bộ bi xanh này hình như em còn từ size 2 trở lên à. Được không chị Phương ơi? Rồi ok chị ha, rồi em cảm ơn chị. Rồi apply ở đây nha cả nhà. Đơn này chiều bên em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha. Các chị có đơn để ý điện thoại giúp em. Chị nào muốn lựa tối lựa giả váy thêm ngày mai chốt á thì nói với mấy bạn, rồi mấy bạn nhà em giữ đơn lại cho, còn không là em sẽ đi đơn luôn nha. Ok chị Phương Nguyễn, em lấy cho chị rồi đó. Rồi hẹn gặp lại cả nhà chiều tối nay nha, 6 giờ và 6 rưỡi em like. Bye bye cả nhà.